Chương 80. Mợ Thủy lặng thinh, ánh đèn dầu bập bùng phản chiếu bóng dáng thanh mảnh, mân mê hai chiếc vòng. Một chiếc đính đóa mẫu đơn, chiếc còn lại hơi giống vầng trăng khuyết. Thì ra, mợ có cả đôi vòng bình an riêng. Thì ra chẳng phải do cậu hai tặng. Thì ra, mợ đã hiểu lầm nhiều đến thế. Dù gì đi chăng nữa, mợ cũng còn được gả cho người mợ thương. Ngày ngày vẫn được nhìn thấy người ấy, được người ta bao bọc che chở. Còn mợ Thủy thì sao? Phận đàn bà con gái thật khổ, ngày đến tiểu thư nhà thái phó cũng chẳng hơn. Mợ lủi thủi quay về gian phòng chính diện đợi cậu. Thằng Húng đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Mợ liếc thấy chiếc giỏ mây đựng vỏ chăn và đồ bẩn liền đem ra giếng, bứt mấy quả bồ hòn dựa theo ánh trăng cẩn thận vò vò. Húng vừa quỳ xong, đầu gối còn mỏi, sợ bị phạt tiếp nên lật đật sẽ qua dặn dò. Mợ đừng có nói với cậu, con để mợ giặt đồ dính máu nhé. Cậu quật chết con. Ừ, mày giỏi, cậu cũng giỏi, giấu nhẹ mà. Giờ mợ đã hiểu nguyên do mợ không được phép vào phòng cậu. Vì đâu mà cậu chẳng cho mợ thay quần áo. Mợ thôi cái giọng xì xó đi được không? Cậu sợ mợ lo nên mới vậy. Mợ chả thương cậu gì cả. May mà được mợ Thùy hiền thôi. Chứ phải con, con mà là đàn bà, con đảm bảo cướp cậu trong vòng một nén nhang. Thế nên mày mới là đàn ông đấy. Gây nhau với cái mợ hai chỉ tổ bực mình, trái ngược với mợ cả, nói câu nào Húng phục câu đấy. Nó chẹp miệng bỏ vào trong ngủ trước. Mợ hai với chút xíu đồ mà thơ thần mãi tận canh năm mới phơi phóng xong. Từ khi dọn tới biệt phủ, ít khi mợ thức tầm này, cũng là lần đầu tiên mợ thấy con Phượng lò dò bê chiếc khay lớn sang gian mợ. Mợ ơi, bữa nay nấu cháo bảo ngư nhưng chẳng thấy cậu hai đâu, mợ dùng tất nhé. Mợ cả bảo mày thế hả? Không phải ạ, chắc mợ biết thầy dạy cậu hai chứ. Thầy khi xưa là thừa tướng, của ngon vật lạ nào có thiếu thứ gì. Cậu bị trọng thương nên thầy gửi đồ bổ dưỡng lên trấn cho riêng cậu thôi, nhưng cậu toàn dặn con sang một nửa đem sang cho mợ. Ơ hay, những bữa trước con quế nó ăn lén của mợ mất rồi à, nên mợ không biết gì sao? Không, là mợ ăn. Nhưng gà tần, huyết yến, vì cá, mợ tưởng đồ bọn nó ninh dưới bếp, đâu ngờ được do bên cậu đưa qua. Mợ nhấp thìa canh mà cổ họng nghèn nghẹn, vừa ăn vừa hì hụi mở tủ ngắm nghía bọc vải cũ kỹ. Đợt đó mợ bị bắt đi, nào có kịp mang theo thứ gì. Cái này chắc cũng là chồng mợ sai người gói ghém đem lên cho mợ. Từ khi chuyển đến biệt phủ, thư Cú Chí gửi lên, thư hồi xa nhà cậu gửi về, mợ đem xem cả trăm lần rồi. Chỉ có thư mà tiểu thư viết cho Võ Trạng Nguyên thì mợ ghen nên chưa thèm động đến. Bữa nay nghĩ thế nào, mợ lại đem xuống phòng viết chữ, kêu tụi nó đọc thử. 10 tạ gạo tẻ, 5 tạ gạo nếp, 2 tạ đỗ xanh, 1 tạ lạc. Hình như là lương thực gửi cho những người dân bị thổ phỉ cướp bóc hay sao ý mợ ạ? À? Do thái phó quyên góp. Vậy chắc thư này thái phó viết, còn tiểu thư chỉ là người gửi thôi. Cậu cũng từng đọc cho mợ nghe, nhưng lúc ấy mợ chẳng thèm tin. Tránh cậu, đuổi cậu, dỗi cậu, hại cậu phải ra trận trốn hôn. Mợ thấy mình sao mà lố bịch quá. Mọi thứ cậu đều lo cho mợ tươm tất, ngay cả vườn mận đằng sau. Khi xưa mợ từng trầm trồ ngưỡng mộ Bu Yến, thì nay vườn của mợ còn rộng gấp 5 gấp 7 vườn của Bu. Trăm gốc mận chạy dọc thành hàng thẳng tắp. Ở gần cửa sổ trồng cây mận đại thụ, hoa trắng muốt phủ kín xích đu gỗ. Những khi rảnh rỗi, mợ hay thích ngồi chơi ngoài đây. Tại chiếc xích đu này biết hùa theo gió đung đưa chứ không cần người đẩy. Nhưng giờ còn sớm, nắng hồng xuyên qua kẽ lá, rọi sáng lấp lánh giọt sương mai, cánh hoa kia còn chẳng động, cứ gì xích đu cứ đung đưa đều đều. Mợ ngoảnh lại ngó nghiêng, sửng sốt khi thấy sợi dây thừng buộc bên dưới khéo léo luồn qua lỗ nhỏ trong buồng. Mợ tò mò chạy vào, nhưng cả dây lẫn lỗ đều mất tăm. Mợ đi tới đi lui quanh gian phòng của mình, sực nhớ ra căn bếp này nhỏ hơn các bếp khác. Tuy nhiên, chiều dài của tất cả các khu nhà lại bằng nhau. Không lẽ còn có thêm phòng nữa sao? Ở đâu? Gần buồng mợ nằm sao? Đêm đến, đợi người làm đi ngủ hết, mợ rón rén đóng kín cửa, rồi châm nến quan sát bốn phía. Mợ thậm chí còn kéo cả tủ quần áo ra chỗ khác, nhưng chẳng phát hiện ra gì cả. Cuối cùng, phía giường mợ nằm, bên trên vách tường có một bức tranh sơn thủy lớn. Chả nhẽ trong tranh ẩn chứa điều gì kỳ bí sao?
Mợ chúi đầu vào, ngắm ngắm nghía nghía, hại nến thiêu tranh cháy âm ỉ. Khi mợ phát hiện ra thì đã bị mất một mảng lớn rồi. Tiếc lắm, cứ mà thấy sau tranh là cửa chứ không phải tường. Cửa mở hé, thấy bóng cậu thì suýt hét lên vì sướng. Mợ nom rõ cả chiếc dây thừng. Là chồng mợ kéo xích đu trêu mợ. Những giấc mơ như thật, hóa ra lại chẳng phải là mơ. Cậu bảo ngày nào cũng gặp, nhớ gì? Quả thực ngày nào cũng gặp. Cậu ngồi tựa trên chiếc ghế dài, tự mình thay thuốc. Từng thứ vải trắng thấm máu đập vào mắt mợ, giày vò sâu xé tâm can mợ. Thương cậu, xót cậu, nhớ cậu. Nhưng thấy cậu chuẩn bị đi về phía này, mợ lại bối rối, không biết đối diện ra sao. Luống cà luống cuống, thổi nến trèo lên giường, giả bộ ngủ say. Mợ nghe thấy tiếng bước chân chậm chậm tiến tới lúc một gần. Ai đó mắc màn cho mợ, rồi chui vào cùng. Tình cảm rụi đầu vào cổ mợ. Bàn tay giam giáp, thì thoảng vừa bấu vừa xoa eo mợ, nhẹ nhàng sợ mợ thức giấc. Mợ cố cắn môi thật chặt, nhưng rốt cục vẫn bật khóc. Mợ ôm cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, luồn qua mép áo, chạm nhẹ tới vết thương trên ngực, nghẹn ngào tức tưởi. Tôi sai rồi, đập cậu, mắng cậu, tôi sai. Kêu cậu chỉ là trấn thủ không hơn. Tôi ngu miệng, tôi nói linh tinh. Cậu đừng để bụng nha. Cậu của ban nãy điềm đạm bao nhiêu, thì cậu của lúc này hỗn loạn bấy nhiêu. Chút ngọt ngọt, chút bực bực, chút ấm ức, như một đứa nhỏ cương quyết bỏ tay mợ ra, lạnh lùng quay người sang phía khác. Cứ nằm như vậy sẽ mỏi lưng lắm đấy. Cậu ghét tôi rồi à? Tôi phải làm sao để chồng tôi nguôi giận đây? Mợ quan tâm kéo chăn, cậu lẳng lặng hất xuống. Mợ biết tội mợ dày đặc chất đống nên đành nằm im thin thít. Nửa canh giờ đi qua, mợ lén lén nhích tới, chẳng dám đụng chạm đâu, sợ cậu khó chịu, nhưng vẫn mong được gần cậu hơn chút nữa. Mợ tưởng cậu đã say giấc, nào ngờ nghe giọng nói trầm trầm bên tai. Bỏ nhà theo người ta rồi thì còn về làm gì nữa? Chương 81. Ai vậy? Ai bỏ nhà theo ai? Tôi á? Oan quá, tôi có bỏ đi hồi nào đâu. Hay cậu ám chỉ cái đêm tôi ở nhà trọ không về? Nhưng tôi đi chơi xa mà, đi xem hát cùng con Quế. Người ta mà cậu nói ở đây là nó ư? Ngữ điệu của cậu xem ra không được vui vẻ cho lắm. Chắc cậu ghét nó rồi. Cậu ghét nó thì mợ sẽ đuổi nó cho cậu đỡ ngứa mắt. Đuổi nó sang phòng giặt đồ hoặc vào ở gian khác, chuyên trồng rau củ thôi cậu nhé. Chứ đuổi hẳn tội nghiệp con bé, nó dễ thương mà. Nha, cậu hai. Mợ ở hết giải thích đến năn nỉ thành khẩn mà cậu chẳng thèm đáp lấy nửa lời. Không gian tĩnh mịch như tờ khiến lòng mợ buồn chồn không yên. Liều mình sờ thử trán người bên cạnh, chợt thấy lạnh toát. Mợ hoảng quá, xuống giường xỏ dép, mò mẫm thắp liền mấy ngọn nến sáng choang, đồng thời cầm theo chiếc đèn nhỏ chạy vội sang gian cậu. Bên bếp lửa hồng âm mỉ, con Phượng lim dim gật gà gật gù. Mợ chẳng nỡ sai nó nên tự mình rót thuốc, đổ thêm nước vào niêu đất, rồi vội vã trở về buồng đánh thức cậu. Không, mợ không quan tâm. Cậu hậm hực cảm thán, mợ dịu dàng dỗ dành. Tôi xin mà, tôi sai. Tôi hừ tôi hỗn cậu phạt tôi sau. Cậu hai ngoan, uống thuốc nha. Uống một hớp thôi. Nóng. Thế để tôi thổi cho nguội nha. Nhỡ mợ bỏ thuốc độc thì sao? Ôi trời ơi, cậu hỏi gì lạ vậy? Mợ lấy đâu ra độc? Mợ bỏ làm gì? Hại cậu sao? Cậu làm sao thì mợ sống được à? Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, mợ chủ động uống trước một thìa. Còn chưa kịp nuốt xuống, cậu đã ngồi dậy, hai tay áp chặt má mợ, môi chạm môi, dứt khoát đòi lại chỗ thuốc của mình, rồi thản nhiên như không. Quả thật không có độc. Mợ ngượng chín hồng cả người, nhưng vẫn rụt rè thăm dò ý tứ người ta. Thìa đầu không có độc, nhưng các thìa sau thì chưa biết chừng. Có khi tôi vẫn nên thử lần lượt hết cậu nhỉ? Cậu nhìn mợ chăm chú, trìu mến gật đầu. Chống ngực mợ thổn thức từng hồi. Cứ như thế, mợ bón cho cậu hết bát thuốc theo một cách rất đặc biệt. Đến thìa cuối cùng, cậu mãi chẳng chịu dứt mà mợ cũng không muốn lìa xa. Cậu đỡ mợ đặt lên đùi, chân mợ nghịch ngợm quấn quanh hông cậu, tay khẽ vỗ về trên bờ vai vững chắc. Những mơn man nhẹ nhàng khờ dại như mùi lửa thổi bừng nhiệt huyết trong cậu. Bao nhớ mong, khắc khoải, đợi chờ, bao ngày tháng xa cách bức cậu phát điên. Nụ hôn cuồng dại kia lướt qua vành tai nhỏ
rồi trượt xuống cần cổ nhỏ xinh, bất giác nhá không ngừng. Lực khá nhẹ nên mợ chẳng thấy đau, chỉ tê tê ngọt ngọt như gió cuối thu lùa qua vườn mận thôi. Cậu hiếm khi làm mợ đau lắm, ngay cả khi mợ láo nhất, cậu cũng chưa từng phạt nặng. Mợ thương ai nhất? Có thể do bị ốm nên cậu hờn mợ nhiều hơn hẳn mọi ngày. Mợ bẽn lẽn cúi xuống, mở khuy áo cậu, cẩn thận hôn miết xung quanh chỗ băng cuốn chẳng chịt, danh mãnh đùa cợt. Thương nhất trấn thủ sứ đoài. Vậy nếu tôi không còn là trấn thủ sứ đoài, mợ còn thương không? Còn chứ, võ Trạng Nguyên bao người hâm mộ, tôi cũng không ngoại trừ. Cậu cau có trong mày, mợ biết ý nép vào cậu, thỏ thẻ nịnh nọt. Mạng này tôi cho cậu cũng được. Sắc mặt cậu đã giãn giãn ra đôi chút, cậu ghé tai mợ thủ thỉ, còn chưa đầy một năm nữa, dặn mợ kiên nhẫn đợi. Mợ chẳng rõ đợi cái gì, nhưng mợ vẫn rúc vào lòng cậu cười mãn nguyện. Những ngọn nến le lói rụi dần, cậu của những đêm sau không trầm trọc mợ nữa, chỉ hay thích trầm ngâm quan sát mợ, thay băng cho mình, rồi đôi lúc phát sốt, lại áp lên yếm đào, mè nheo đủ kiểu. Bàn nãy, thấy mợ nhìn húng âu yếm ghê, hay tôi gả mợ cho nó nhé? Hả? Âu yếm cái khỉ gì? Tôi lườm nó đó, cái thằng vừa ẻo lả vừa hỗn, lấy nó thả tôi lấy cậu Hưng còn hơn. Ý mợ ở chỉ đơn giản là, so với cậu cả, nó còn không bằng, thì sao mà mợ ưng nó được? Thế nhưng, cậu đã hiểu ngay sang thành, mợ luyến tiếc người tình năm ấy, chợt eo mợ đau điếng. Mợ khổ tâm, mắng cậu con nít, cậu chẳng những không xấu hổ, ngược lại bình thản đáp. Thì người ta kém trăm hai tuổi mà. Mợ thua, cơ mà mợ cứ bồi hồi sao xuyến lắm. Thì thoảng bắt gặp cậu đứng gần mợ cả, mợ không khó chịu như khi xưa nữa. Phàm là nữ nhân không có tình ý với chồng mợ, mợ đều có thể bao dung để chung sống an ổn. Nghe loáng thoáng thấy hai người nói chuyện thái phó sắp ghé thăm. Cái ông sai người nhốt mợ dưới hầm đấy mà, mợ ghét ông lắm. Hôm gặp mợ đếch thèm ra nghênh đón, thái phó cũng chẳng có hơi mà để tâm. Căn bản lòng lão đang chất chứa nhiều việc ngổn ngang. Trong phòng kín, đại tiểu thư nhà họ Nguyễn quỳ dưới đất chịu cơn lôi đình của cha. Thái phó cầm roi vụt liên hồi. Người còn dám cãi bỏ thuốc rồi sao? Bỏ rồi mà trấn thủ vẫn có thể lên trấn đường đều đều như vậy sao? Hắn to gan, dám tống giam cai đội. Em họ ngươi ưng con dân nữa đó là phúc phận cho cả tổ nhà nó. Thằng cha nó không biết điều còn đem kiện. Lẽ ra phải đánh cho vài trượng rồi đuổi chứ. Hắn làm như vậy là không nể mặt nhà vợ. Xin thầy bớt giận, quả thực bé gái đó còn nhỏ, rất đáng thương. Người... các cụ dạy cấm có sai, con gái là con nhà người ta. Thái phó giận sôi máu, khệnh khạng dễ có bàn tiệc được chuẩn bị thịnh soạn. Nhân lúc chỉ có mợ cả và vài thuộc hạ thân thích ở đó, đích thân lão lấy ra gối bột màu trắng, đủ vào một trong năm bát canh gà trên bàn. Đợi tới khi tận mắt chứng kiến Võ Trạng Nguyên dùng hết mới an tâm phần nào. Chương 82. Tất nhiên có người cha vợ nào lại ám sát con rể đâu. Lão chỉ đơn giản muốn vết thương kia chậm tiến triển để Trường Cơ tiếp tục cai quản binh lính trong tay thống chế. Mấy ngàn quân lận, mỗi đợt thưởng xuống đem bớt của mỗi người dăm bảy tiền thôi đã được cả đống gia tài. Chưa kể phải vóc lương thực hàng tháng, đem chỗ đó đi cứu trợ những vùng khó khăn, lấy danh nghĩa thái phó quyên góp, dân chúng tin yêu, tiếng thơm lưu lại ngàn đời. Chuyện quan trọng nhất, thống chế cứng đầu cứng cổ, nhưng Trưởng Cơ thì khác. Thái phó bảo một, chưa từng cãi hai, kẻ cầm quân chính là kẻ có quyền. Thái phó vuốt râu cong môi thỏa mãn, lão cho rằng gừng càng già càng cay. Ngặt nỗi, lão không ngờ được, chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, lão tiếp chuyện với con rể, con gái lão đã âm thầm đùi bắt canh. Kết thúc yến tiệc, Vũ Oanh sốt ruột dìu mợ cả về phòng. Tiểu thư của Vũ thân thể mỏng manh như nước, sao có thể chịu đựng được thứ thuốc khỉ ho cò gái này. Tiểu thư nôn ra rất nhiều máu, cánh môi đỏ thắm dần chuyển sang màu trắng bệch. Để tôi gọi cậu. Nếu mợ đã âm thầm chọn trấn thủ thay vì thái phó, thì cũng nên cho cậu biết mợ đã cứu cậu rất nhiều lần. Tôi tin người như cậu sẽ có trách nhiệm bảo vệ mợ. Đừng, xin Vú, thương tôi thì xin đừng. Mợ Thùy mấp máy môi nài nỉ, tay mợ vẫn cầm chặt đôi vòng bình an, nước mắt lặng lẽ rơi. Vú nằm mợ ruột gan nẫu nề, mợ yếu không dậy được,
nên việc sắp xếp nhà cửa, chuẩn bị trang hoàng, đón các bu đều giao cho vú. Qua đó chừng 2 tuần, phu nhân nhà Thái Phó, phu nhân nhà Trường Cơ ghé thăm từ sáng sớm. Bu Phúc, Bu Trinh vì đường xá xa xôi cách trở nên mãi tối mịt mới đặt chân tới trấn. Cậu cùng ba mợ ngồi mâm dưới, các bu bề trên ngồi phản lớn trải lụa thượng hạng. Bu Phúc thấy sơn hào hải vị mắt sáng như sao, cắm đầu cắm mặt vào đánh chén, chẳng thèm quan tâm tới ai cả. Bu Trinh mới ở quê ra còn chưa quen, Bu Mậu Quyên chỉ mải để ý con gái, Bu Mậu Thùy cảm thấy ba người còn lại không cùng đẳng cấp với mình nên khá kín tiếng. Rốt cuộc mang tiếng ở phủ trấn thủ cả tuần mà chẳng mấy khi tám chuyện với nhau. Bà Bù kia xa con gái lâu ngày, hàn huyên sớm tối. Riêng Bù Phúc rảnh rỗi, chẳng có việc gì nên dạo chơi đây đó. Chán lại nhảy vào thư phòng cậu Lâm, dò xét xem có cái gì quý giá còn cũm về. Nhân mực này chắc đúc từ ngọc lục bảo, màu rất hợp với mệnh cậu Hưng. Ấm trà hay ghê nhỉ, rót nước nóng vào thì rồng hiển linh. Đem về biết đâu năm sau cậu thi may mắn. Giấy trên đây tốt gớm. Cậu Hưng, cậu Hưng, cậu Hưng. Đầu Bu chỉ nghĩ tới cậu Hưng nên miệng lẩm bẩm tên cậu hoài. Bu vơ vét đầy túi vải, lúc ngẩng lên tình cờ gặp mợ cả lẳng lặng đứng sau tấm rèm, lừ lừ như ma chơi, hại Bu thót tim. Cậu Hưng là anh trai cậu Lâm, con Bu Yến, nhưng Bu thương như con ruột. Có tật giật mình, thành ra lắp ba lắp bắp. Mợ Thùy không thắc mắc gì cả, chỉ dịu dàng mời Bu thưởng chè long nhãn. Bu biết nó chả làm gì Bu đâu, nhưng những đứa tâm tư kín đáo, nòm cứ nguy hiểm kiểu gì ấy. Nếu cho chọn, thà sống với con chi hoặc con Trâm, ít nhiều còn dễ chịu hơn. Mợ Trâm từ cái lúc gặp Bu Trinh mừng huýnh hỏi han hết chuyện này tới chuyện kia. Ở quê nhà gỗ cất xong rồi nhìn khang trang lắm. Mợ Chi đẻ con hiễm xinh đáo để, dì Hồng bán giá rẻ nên thằng Toàn mới tậu đôi bò sữa thằng vợ. Còn dùng dầu thảo dâu hiền, cơm nước giặt rũ đâu ra đấy, gánh bún của Bu nhượng lại cho vợ chồng nhà nó. Từ bà cả, phú ông tới các thím các cô, nói chung mọi người đều khỏe. Riêng dì Chín biết tin Bu sắp lên trấn, còn lặn lội ghé sang thăm, đặc biệt gửi cho cậu mợ 2 giỏ thịt chua lá ổi. Bu vừa kể vừa nhai trầu tòm tèm, trìu mến ngắm mợ hoài không chán. Con gái Bu giờ là vợ quan lớn, khoác trên mình toàn lụa là gấm vóc, nom duyên dáng yêu kiểu ghê. Bu mát ruột mát gan vì mừng cho Trâm. Đàn ông dăm thê bày thiếp chẳng phải chuyện gì to tát. Mợ lựa lựa các mợ kia mà sống, đừng có đành hoanh quá, cậu chán cậu bỏ thì khốn. Với liệu mà xin cậu thằng cu đi chớ, ở cái tuổi mợ tụi nó chả tay bồng tay bế rồi. Bu nói đi đâu vậy? Chả vội. Ơ mà Bu ơi, ăn gì thì dễ đẻ cu tí nhỉ? Chả bố nhà chị vừa mới bảo không vội cơ mà. Bu mắng, mợ ngượng chín hồng. Mợ bám Bu giết, thủ thỉ thâu đêm suốt sáng, mãi đến lúc Bu chuẩn bị về thôn mới thôi. Lúc tiện Bu, mợ cười tươi lắm. Khi kiệu rước Bu khuất bóng dần, tự dưng lại òa khóc rưng rức như một đứa trẻ. Con quế từ đâu chạy tới, hốt ha hốt hoảng. Ôi mợ ơi, khi nào mợ nhớ thì bảo cậu cho về ở với Bu nửa năm. Mợ nín đi, tụi nó đang bàn tán chuyện vô cùng kinh khủng kia kìa, mợ nghe chưa? Chưa, chuyện gì? Thì chiều qua mợ ba trèo lên hái ổi, đại khái bị trượt chân. Xong tưởng ngã sấp mặt rồi, ai dè cậu vừa hay đi qua, cậu đỡ mợ gọn ghẽ trong lòng. Tình cảm cúi xuống hôn mợ say đắm, rồi sau đó mần mợ hùng hục cả đêm. Bọn con Thư còn rêu rao rằng trong ba mợ thì có mỗi mợ hai bị cậu hắt hủi thôi, chắc chê mợ gái quê, còn điền dễ sợ luôn. Bọn nó đồn vậy cũng phải, chuyện cậu qua phòng mợ, ngay cả con Quế cũng không biết mà. Dạo này mợ mải bên Bu mợ, chắc cậu cô đơn quá nên tìm mợ ba giải khuây. Tại là tại mợ vô tâm thôi, nhưng trong lòng cứ hậm hực tưng tức. Đêm đó cậu mang cho trái ổi lê bổ sẵn mà mợ nhất định lắc đầu. Chẳng thèm, đem sang cho mợ ba ý. Được. Cậu phán câu xanh dờn rồi tỉnh bơ đứng dậy, làm ra bộ chuẩn bị rời đi. Mợ giận tím mặt, vội vàng chạy vụt lên, giang hai tay chắn người đối diện. Không được, đêm qua ở chỗ mợ ba rồi thì đêm nay phải bù đắp cho tôi. Bù đắp kiểu gì? Cậu hỏi, khóe môi khẽ tủm tỉm. Mợ rối rối cuống cuống kéo cậu vào giường, chữa thẹn, để tôi thay băng cho. Cậu ngoan ngoãn theo mợ. Vết thương đã bắt đầu mọc ra non,
nhưng hễ trông thấy, mợ lại xót ruột, lại sụt xà sụt xịt. Tội cậu, tội cả tôi nữa. Cậu qua phòng mợ cả, cậu cưng mợ ba, mọi người đều rõ. Có mỗi tôi, trong lòng cậu, tôi có quan trọng hay không thì chả ai thấu, ngay cả tôi cũng không dám chắc. Mỗi lần mợ ủ rũ đều bị cậu cù eo nhột đến ghê. Bàn tay mang theo hơi ấm, mân mê chạm tới nụ anh đào kiêu hãnh. Chút ma sát nhẹ nhàng, xen kẽ những cử chỉ âu yếm thân mật của ai kia khiến lồng ngực mợ ngột ngạt, gò má nhuộm một màu hồng phấn. Tôi thương mợ như thế nào, mình tôi biết là đủ. Chương 83. Giọng cậu trầm trầm, mợ bĩu môi hờn nọ hờn kia. Giảng thương thì có gì mà phải giấu nhẹm. Nói như vậy nghĩa là cậu chẳng thương mợ chút nào rồi. Đêm qua ở với mợ ba chắc vui ghê lắm. Giá mợ biết sự thể chỉ đơn giản là cậu thấy mợ ba suýt ngã thì đỡ. Còn lại mợ quyên tự ảo tưởng rồi chém gió, chắc mợ đã không ghen đến vậy. Mần chi mần dữ vậy, đang bị thương mà còn tham. Mợ xị mặt bóng gió, cậu chẳng buồn giải thích, chỉ thích chọc mợ thôi. Vết thương lành lâu rồi, còn phải đắp thuốc thì vẫn tính là chưa khỏi. Miệng mợ cào nhàu không dứt, tay bận cuốn băng cho chồng, cẩn thận thắt nút. Mãi nhầm tính xem còn bao nhiêu đợt thuốc nữa là ngưng, nên không để ý hàng cúc nhỏ đang bị tháo dần. Mảnh yếm mỏng manh chẳng thể che chắn nơi thanh xuân tròn trịa, tràn đầy sức sống. Cậu hôn mợ, cánh môi ấy dịu dàng vỗ về những thuần thức trong mợ, quyến luyến dây dưa trên từng tấc da thịt mịn màng. Mợ mê cậu từ cái thuở cậu còn 13, sớm tối lẽo đẽo bám theo cậu, mặt dày xin phú ông gả cậu cho mợ. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu giờ đã là đấng nam nhi tráng kiện, khí phách hiên ngang vững vàng, là quan lớn, là rể nhà thái phó, nhà trưởng cơ. Còn mợ, đơn giản vẫn chỉ là mợ, vừa quê một cục, vừa giả nua. Tôi biết, đôi khi tôi nhỏ nhen. Chỉ đôi khi thôi hả? Bị cậu hỏi vặn, mợ ấp úng lấp liếm. Thì nhiều khi, ôi chao, cậu biết tôi mà, bản tính ích kỷ nó ăn vào máu rồi, khó sửa lắm. Mợ cả dáng dấp yểu điệu thanh thoát, mợ ba nhỏ hơn tôi 5 cái xuân xanh, sức trẻ phơi phới mơn mởn, cậu động lòng cũng chẳng lạ. Cơ mà đừng mải mê gian bên đó, rồi lại nhà gian bên này. Mợ tủi thân dặn dò, cậu nhá eo mợ mãi chẳng nhà. Đầu áp lên bụng mợ, bàn tay rộng lớn hờ hững lách qua mép váy mềm mại. Đầu óc mợ rối ren mụ mị, mợ chẳng nhớ rõ những gì xảy ra tiếp theo, chỉ mang máng cậu gọi mợ rất âu yếm. Châm. Mợ dạ nhẹ nhàng, cậu trườn lên kéo mợ vào lòng, chậm rãi thủ thỉ. Không ai đẹp bằng mợ. Vành tay mợ đỏ ửng, còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng, cả người đã bị siết chặt. Cậu mợ cùng hòa quyện từng nhịp tim, từng hơi thở. Những đau đớn tê rát dần được thay bằng những yêu thương ngọt ngào. Lòng mợ bồi hồi xao xuyến, dập dềnh tranh vênh như từng đợt sóng nhấp nhô vỗ mờ giạt rào. Cậu hai lại bắt đầu thương tôi như ngày xưa, phải không? Đã bao giờ hết để bắt đầu? Cậu hỏi, mợ cọ sống mũi mình quanh sống mũi cậu, môi chạm môi nũng nịu. Thì đợt tôi mắng cậu, cậu đập vào ngực, xong cậu giận còn gì. Cậu kêu không mượn tôi quan tâm nữa, tôi buồn chết đi được. Mà ban nãy cậu chỉ nói xạo an ủi tôi thôi. Tại cô gái của cậu khác người, nên cậu thấy hai mợ kia đẹp thua tôi. Tại tôi chưa từng ngắm kỹ. Ôi chao, chắc cậu bận việc trên trấn à? Khi nào rảnh cậu có ngắm không? Chắc có. Cậu thản nhiên đáp. Mợ hơi lo lo, rối rít ngăn cản. Thôi khỏi đi, chẳng có gì đặc biệt đâu, rảnh mắt thì cứ ngắm tôi đây này. Mợ nhanh nhảu đề nghị. Một canh giờ sau, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe từ buồng mợ vang lên tiếng mẻ nheo oán trách. Nhột tôi, cậu làm cái gì thế? Mợ kêu tôi ngắm mợ mà. Cậu nào có chịu ngắm đâu, cậu hư hỏng lắm, với tôi đâu có kêu cậu ngắm chỗ đó đâu. Vậy tôi chuyển chỗ khác. Chỗ đấy còn nhột hơn chỗ ban nãy. Vậy tôi về phòng. Cậu về phòng thật không? Hay cậu qua chỗ mợ ba? Tôi chưa biết. Vậy không được. Thôi cậu cứ ở đây đi cho lành. Tôi ngoan là được chứ gì. Bên trong mợ hai cười đùa, bên ngoài mợ ba thâm tím mặt mày. Ban tối ghé chỗ mợ Thủy chơi, thấy cậu hai không qua đó, mợ hí hửng mừng thầm lèn vào phòng cậu, nằm trên giường lớn đợi cậu. Chờ đến mọt gông,
mợ còn tưởng cậu bận việc ngoài trấn, nào có ngờ. Những đêm sau, mợ tiếp tục rình, tưởng cuộc vui sẽ chỉ được 37-21 ngày. Ai dè một tháng, hai tháng qua đi, sắp sửa sang quý mới, tiếng nỉ non óng ẻo vẫn chẳng dứt. Cái giọng mợ Trâm lúc ỏn ẻn, lúc sang sàng, khiến mợ đây nổi hết da gà. Lạ chỗ, kẻ hầu người hạ trong nhà, chẳng ai biết cậu hai kỳ thực qua đêm ở gian bên này. Cửa chính cậu chưa hề bước vào, lối sau vườn mợ canh cũng không thấy bóng. Chả nhẽ khi xưa thầy dạy võ cho cậu có dạy phép biến hình? Nếu có phép đó thật thì phải sang phòng mợ mới đúng. So với đứa con gái giả đau giả đớn đấy, mợ có gì kém cạnh đâu. Mợ vì cậu bao lần cãi cha, từ thuở bé có việc động trời mợ cũng chưa từng ngủ muộn. Ấy vậy mà cậu chỉ sốt thôi, lòng mợ đã như lửa đốt, sốt ruột trốn ở lại trường, thức trắng đêm canh thuốc. Nhớ khi xưa, mợ đứng chân chân chứng kiến đại tiểu thư nhà họ Nguyễn cùng cậu hai thương lượng. Vì quá thích cậu nên mợ khóc lóc cả đêm năn nỉ mợ Thùy. Mợ ấy dễ mềm lòng, đâu có khả năng chống cự nước mắt của mợ. Mợ cứ nghĩ một năm sẽ dài lắm, sẽ đủ để cậu nảy sinh tình cảm với mợ, quen hơi mợ. Nhưng cứ đà này, e rằng một năm trôi qua, phó quản cơ đến đón mợ cả, còn mợ, cuộc đời mợ sẽ đi về đâu? Mợ hai chả duyên tí nào mà được cả cậu hai lẫn cậu Minh mê tít. Con Thư bĩu môi chê bai. Mợ Quyên giật bắn mình, lắp bắp gặng hỏi. Nó ngơ ngác kêu thấy cậu Minh toàn nhòm trộm mợ hai. Mợ Quyên mừng như bắt được vàng, vội vã nhảy chân sáo đi tìm anh họ, hồ hởi gợi chuyện. Nếu tôi có cách khiến mợ hai thành người của cậu, cậu có chịu rước không? Còn phải hỏi. Trưởng nam nhà thái phó thòm thèm đáp lời. Say Trâm quá rồi, lần nào qua thăm Thùy cũng phải làng vàng loanh quanh ngó Trâm một cái mới đành lòng ra về. Về đến nhà, nghĩ tới thôi đã chảy nước dãi. Giá kể chồng Trâm trai hèn nhà nông, chắc cậu cướp lâu rồi. Khổ nỗi, Võ Trạng Nguyên oai phong lẫy lừng, anh Tuấn ngời ngời, cậu ra uy đâu nổi. Những tưởng phải hẹn Trâm kiếp sau, ai ngờ có một ngày cậu được ôm Trâm trong lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Trâm. Cậu nhớ mãi khoảnh khắc ấy, chân tay Trâm mềm nhũn, ngoan ngoãn, thuận theo ý cậu. Ánh mắt Trâm vô hồn, nhưng gợi tình vô cùng. Còn ánh mắt trấn thủ sứ đoài, có thể nào đau thương hơn đây? Trong phút chốc, trưởng nam nhà thái phó thấy cả người nhẹ bẫng, thân thể bay vút, vắt qua gốc mận già. Mợ Thùy mặt tái mét, van cậu hai tha cho anh trai. Mợ Quyên mím môi đầy mãn nguyện. Thằng Húng bên cạnh điên máu muốn tăng sông. Điên mợ hai không giữ được tam tòng tứ đức. Điên mợ phản bội cậu, váy áo sộc sạch, lang trạ với trai. Điên mợ đã gian dối rồi còn không biết lỗi, cứ chơ chơ dương mắt nhìn cậu. Khóc ư? Khóc thì được cái gì? Chí ít cũng nên lao xuống ôm chân cậu, giải thích nọ kia, hoặc cầu xin sự tha thứ chứ. Đằng này, cái thứ đàn bà đổ đốn, chẳng biết nhục thì thôi, còn nằm lì trên giường không nhúc nhích. Tưởng được cậu thương mà to gan à? Tưởng được cậu cưng chiều là có quyền đâm cậu vậy sao? Gương mặt của cậu cớ sao u uất đến vậy? Vì một con rẻ rách như vậy có đáng không? Nó nặng lòng nhìn theo bóng cậu khuất dần. Cậu nể mợ Thùy nên không ra tay với cậu Minh. Nó hiểu được phần nào. Chứ riêng cái loại lẳng lơ kia tha bổng thì quá nhẹ nhàng rồi. Hôm nay dù trời có sập, nó cũng nhất định đòi lại công bằng cho cậu. Đợi các mợ lui hết, nó xông vào cầm roi quật mợ hai tới ngất lịm, rồi tự tay cắt luôn mái tóc dài của mợ. Khi chỉ còn những lọn tóc lởm chởm xung quanh, nó vứt phăng cái kéo, mệt mỏi lớn giọng gọi người làm. Bay đâu, đem mợ hai ra giếng, cạo đầu cho sạch, sau đó bôi vôi, lột váy áo, rồi nhét vô bao tải, thả bè trôi sông. Chương 84. Con Quế nghe tin khóc thét, đập đầu lệ húng tới tấp, nhưng bị Húng táng trong một trận, rồi nhốt trong chuồng ngựa. Tụi người làm chẳng dám cãi, nhưng nghĩ mợ hai phận gái tội nghiệp, cộng thêm ở chung với mợ lâu ngày có chút tình cảm nên không nỡ nặng tay, đành sụt sịt cầu khẩn. Mợ hai, tụi con không cạo đầu hay lột váy áo của mợ, cũng không buộc thắt nút đầu bao tải. Tụi con để cái gậy dài kèm theo, nếu mợ tỉnh được, mợ tự trèo vào bờ rồi lánh đi nơi khác sống nha mợ. Nhỡ có mệnh hệ gì, xin mợ đừng làm ma oán tụi con. Tụi con là bị ép buộc thôi. Mấy đứa trẻ danh yếu bóng vía, đẩy bè đi xa lâu rồi mà vẫn thấy run cầm cập.
còn chưa hoàn hồn đã bị húng dọa. Đứa nào dám mách cậu, anh tùng xèo. Hại cả lũ toát mồ hôi lạnh, hồn vía tứ tung, loạn choạng chân nọ đá chân kia và xử vào thái phó. Cư nhiên được hưởng một trận đòn như tử. Lão cầm roi mây, nghiến răng nghiến lợi quật. Lão còn sai lính chuẩn bị sẵn thùng muối sát cho thật sót. Con gái lão cuống quýt chạy tới xin xỏ, lão chẳng những không nhượng bộ, ngược lại còn lôi nó vào phòng kín xả giận. Ngươi, cái loại bất hiếu nhà ngươi, ngươi hẳn biết trấn thủ đã đòi lại binh quyền. Theo lý mà nói, hắn ít ra phải liệt giường nửa năm nữa. Là ngươi đổi bát hay lén lút cho thuốc giải? Bẩm thầy, bữa đó thầy cũng ở đấy, còn sao dám múa rìu qua mắt thợ. Thuốc giải thì chỉ mình thầy có, con nào biết hình dạng ra sao? Đại tiểu thư nhà họ Nguyễn điềm tĩnh trả lời. Vũ Oanh cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt thái phó. Chỉ lo để lộ sơ hở gì thì bữa nay sống dở chết dở. Bát canh rõ ràng mợ đổi, thuốc giải do cậu Minh trộm cho mợ. Ngay cả con dấu mợ vừa giao ra khiến cha ngôi ngoài phần nào cũng là dấu giả. Vậy mà sắc mặt mợ vẫn bình thản như không. Anh trai mợ đắp thuốc xong định ghé qua cảm ơn em gái. Ngặt nỗi thấy nó bận quỳ nghe cha giáo huấn nên thôi. Võ Trạng Nguyên quả nhiên lợi hại. Nếu như cậu chẳng phải là anh vợ, chắc bà nãy tan xương nát thịt. Cậu nhấc cái chân đau khệ nệ bước lên kiệu về nhà. Đi được một đoạn, chợt nghe giọng thằng đầy tớ hớt hà hớt hải gọi với. Cậu ơi, cậu Minh, nguy nguy rồi, phó quản cơ mất rồi. Mất cái gì? Cậu đã dặn bao nhiêu lần rồi, ăn với chả nói, cho nó gãy gọn vào, phải có đầu có cuối, nghe chưa? Cậu Nguyên đi cứu tế, bị lũ cuốn trôi, dân tìm được đưa về, tìm thầy lang, nhưng không kịp, canh năm sáng nay cậu đã khuất núi rồi. Thằng nhỏ dưng dức kể, cậu Minh bàng hoàng không thốt nên lời. Kiệu đưa cậu tới phủ người bạn từ thuở nối khố. Cậu không tin đâu, sống thấy người, chết thấy xác. Có khi thằng Danh lại định giở trò trêu cậu ấy chứ. Cậu cho là vậy. Nhưng không, cuộc đời này luôn có những bất ngờ khiến con người ta trở tay chẳng kịp. Mới ngày nào, nó còn cõng thùy chạy theo cậu chơi trò đuổi bắt. Nó rất thích chế tác đồ gỗ. Khi còn nhỏ, nó kêu phải mở tiệm ngay giữa kinh thành, bán những vật dụng mỹ lệ nhất do chính tay nó đẽo. Thế nhưng, cha chỉ gả thùy cho quan tam phẩm trở lên. Nó bất đắc dĩ theo cậu vào trong núi tầm sư học đạo. Những ngày tháng sống ở trường, có nó, cậu như hổ mọc thêm cánh. Hai đứa là cặp bài trùng, chuyên đi phá phách chọc ngoáy các bạn học khác. Kỳ thi ấy, nó đã làm tốt ngoài sức mong đợi. Tiếc rằng sự cố gắng của nó so với kết quả của ai kia thực chẳng đáng là bao. Ấy thế mà, nó chưa từng khuất phục. Ban ngày làm phó quản cơ, đêm đến rùi mài văn võ để mấy năm nữa dự thi lại, quyết chí đứng đầu bảng. Xưa kia, nó dạy cậu viết những chữ đầu tiên. Hôm nay, cậu giúp nó lo liệu hậu sự. Tay nó vẫn cầm chặt chiếc túi thơm bị dính bùn đất nhem nhuốc. Là chiếc túi thủy thêu năm 12 tuổi. Cõi lòng cậu u ám đến tột cùng. Cậu với giấy bút viết vội vài chữ rồi nghẹn nghẹn đánh tiếng gọi. Bay đâu? Mau đem thư này giao cho đại tiểu thư. Đầy tớ tức tốc khởi hành tới phủ trấn thủ gặp cậu hai. Nghe nhắc tới tên cậu Minh, cậu khẽ cho mày, nhưng nói muốn gặp mợ Thùy thì cậu lại phất tay cho đi. Hùng đứng cạnh òn nèn bóp vai cho cậu. Lúc thấy mợ ba, nó lén lén nhường mợ hầu cậu. Mợ đứng phía sau nên nó chả rõ cậu có biết không. Cậu của nó tuyệt vời nhất, chỉ những ai đẹp người đẹp nết mới xứng với cậu. Cậu hai, đồ của cậu con không lấy về được, tại con không biết ở đâu. Với con chả non thấy mợ Trâm, con Quế cũng chạy đằng nào mất tiêu. Cái Phượng thành thật báo cáo, thằng Húng cười xòe xòa lấp liếm. Ôi dào, chắc mợ dắt theo con Quế sang nhà thái phó rồi. Cũng phải, mợ mê cậu Minh thế cơ mà. Mợ Quyên thêm dầu vào lửa. Cậu nghe giọng mợ ba, ngay lập tức đứng dậy kêu Húng đưa mợ về phòng. Húng thấy ánh mắt mợ ủ rũ, liền dẻo miệng định nọt. Cậu thật là, mợ ba dẫu sao cũng do cậu rước về. Cậu gần gũi mợ một chút thì có làm sao. Cậu xem, mợ ba mỏng manh như lá liễu, duyên dáng yêu kiều. Ngược lại mợ hai, người đã nần nần thô kệch, còn mất dạy. Chuyện mợ tằng tịu với cậu Minh mà đồn ra, gớm cả làng cả nước, người ta chửi mợ thối mặt ra ấy chứ. Từng chữ nó thốt ra đều muốn tốt cho cậu. Thế nhưng
cậu lại ném cả nghiên mực vào mặt nó. Ánh mắt cậu sắc lạnh, giọng nói vô cùng hung dữ. Mợ có mất dạy thì cũng chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Dạ con sai. Con sai, cậu bớt giận. Chuyện hôm nay ai dám hé răng nửa lời thì xéo khỏi phủ. Húng sợ thoát tim, nó nghe tiếng đập bàn của cậu, rồi lại nghe tiếng bàn chân gãy rắc làm đôi. Nó định bỏ ra ngoài dặn dò người làm lệnh của cậu thì đâm sầm vào con quế, cả người toàn mùi phân ngựa hôi rình. Mặc nó lườm nguýt bịt miệng, con danh đành hanh cắn tay nó, rồi to gan xông tới mắng cậu xa xả. Cậu hai, tháng trước có vụ mèo mả gà đồng, cậu xử bà đó gánh phân, còn khuyên chồng bà ta nếu tức quá thì đuổi về nhà mẹ đẻ chứ đừng nặng tay. Cậu được người người trong trấn ca ngợi, còn lúc đó nể cậu ghê lắm. Giờ mới rõ, cậu giả tạo thay ớn. Vợ người ta thì cậu nhẹ nhàng, còn vợ mình thì cậu sai đầy tớ cạo đầu bôi vôi, lột váy áo, nhét vô bào tải, thả bé trôi sông. Bà nãy trời vừa có dông, nước sông chảy xiết như vậy, thử hỏi mợ thoát thân kiểu gì. Ôi chao ôi, hổ danh trấn thủ sứ Đoài, cậu độc ác biết bao cậu ơi. Chương 85. Gớm, dám chửi cậu giả tạo thầy ớn, dám như cậu độc ác sao? Con này nó ăn gan hùm mật báo gì mà lộng ngôn thế hả trời? Bữa nay nó không bị cậu đập cho xanh mặt thì húng bé bằng con kiến. Ờ cơ mà lạ chưa, cậu lừ lừ quay sang trừng mắt nhìn nó mới máu chứ. Người nó nổi mề đay dần dần, hãi quá nên lắp bắp khai báo. Cậu đừng giận con làm như vậy bởi vì con quá thương cậu, thấy bất công cho cậu. Con đàn bà lẳng lơ ấy không xứng làm mợ hai của cậu. Với cả tụi nó thả mợ ở cái sông ngay gần nhà ấy mà, chả chết được đâu. Nó lải nhải phân tích tới lui, cậu thì không đủ bình tĩnh để nghe nó nói. Cuộc đời húng chắc chưa khi nào nó bay xa đến vậy, một phát từ hiên nhà ra hồ cá. Tay không cậu còn có thể tóm được hai thằng giặc, nữa là chỉ mình thằng húng giật dẹo èo là. Nó khổ sở lội bì bõm, nước mắt kèm nước mũi, nước mũi kèm nước hồ. Con quế hà lòng hà dạ, cầm đầu toán người làm chạy tới vênh váo. Cậu hai kêu tụi tôi canh ở đây, cấm không cho húng lên bờ. Chừng nào mợ hai về phủ thì húng được phép xuống chuồng ngựa dọn phân. Còn nếu mợ hai có mệnh hệ gì, dìm húng luôn để hầu mợ. Húng sốc nặng. Nó mà biết con quế vừa bịa chuyện, chắc nó còn sốc nữa. Cậu đâu rảnh dặn dò nhiều như vậy. Ban nãy cậu vội lấy ngựa rời khỏi phủ. Sông dài vạn dặm, hai bên có dặng phi lao chạy thẳng rất đẹp. Người lớn thích ra đầy hóng gió, thỉnh thoảng quét lá, vỏ cây về đun. Trẻ con mê dắt trâu đùa nhau lặn ngụp. Vì để an toàn cho dân trong trấn, nên quý trước, mợ Thủy khuyên cậu sai lính xây cọc chắn ngang cửa sông. Lúc đó cậu chê mợ quá cẩn thận, giờ ngẫm lại thấy may. Cọc tre vừa cao vừa sát nhau, theo lý mà nói, mợ hai không thể bị cuốn ra biển được. Vậy mợ đâu? Gần hai canh giờ, không thấy bóng dáng mợ, cậu bắt đầu hoảng loạn. Nỗi sợ mợ bị dìm chết khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu cố trấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực, rằng nếu mợ bị rơi xuống sông thì chỉ ít chiếc bè sẽ vẫn còn đó. Quãng đường vừa rồi, phải chăng cậu đã bỏ sót thứ gì? Mưa rào xối xả khiến mực nước dâng cao hơn mức bình thường. Có thể nào bè của mợ hai giạt ra ngoài? Cậu sốt ruột quay ngựa, một lần nữa tỉ mỉ để ý từng cánh đồng rải rác quanh sông. Mất thêm nửa canh giờ, cậu mới kiếm được chiếc bè nhỏ trôi vào ruộng lúa đầy bùn đất. Thấy cả bao tải như lời tụi nó miêu tả, nhưng người cậu cần thì lại mất tăm. Lòng người cậu đau thắt như bị ai dùng kiếm khoét lỗ lớn, đau tới mức chân tay rụng rời, thân thể mất thăng bằng mà khuỵu xuống. Cái thời khắc cậu tuyệt vọng nhất, đầu đó vang vang tiếng ca líu lo, giọng ca vô cùng quen thuộc. Cách chỗ cậu chừng vài bước chân, có người tóc tai lởm chởm, lọn ngắn lọn dài đang hì hụi cọ rửa khuôn mặt lấm lem. Cậu của lúc đó khóe mắt đỏ ửng, nhưng cả người chợt thấy nhẹ bẫng. Cậu hai về rồi à? Sao quỳ dưới đấy bẩn? Mừng quá, mợ nhảy cẫng lên bờ, ba chân bốn cẳng nhào tới ôm cậu. Cậu đẩy mợ ra, lạnh lùng đứng dậy đi thẳng. Hình như hơi sai sai thì phải. Giận mợ sao? Giận cái gì nhỉ? Một vài hình ảnh chập chờn trong đầu, sắc mặt mợ dần tái mét. Bà nãy còn tưởng đi cấy mệt quá nên ngủ quên ngoài ruộng, thấy người toàn bùn bẩn liền theo phản xạ nhảy xuống ao gột sạch. Giờ mới ngớ ra làm vợ quan rồi, cấy gì mà cấy nữa.
là tại mợ mắc tội tày trời. Thằng húng khỉ gió, đòi cạo đầu mợ thả trôi sông. Nhớ đêm trăng tròn tháng trước, cậu ôm mợ trong lòng, bảo phải đi thị sát vùng lũ. Chỉ mấy ngày thôi nên mợ không nhì nhào đòi theo. Ai dè tình hình nguy cấp, các quan đều bị mắc kẹt cả tháng. Mợ rảnh rang chả có việc gì nên học ủ rượu mận. Cái lúc nghe tin cậu sắp về, mợ nôn nóng đảo lên. Tình cờ cậu Minh đi qua xin vài hớp, mợ cho liền. Tại rượu lên men theo cách của dân trấn này nên mợ chả biết uống vào có đau bụng hay ngộ độc không. Cộng thêm sẵn ghét trưởng nam nhà thái phó nên mợ cho thử trước. Cậu ấy khen ngon, mợ tò mò nếm, thấy ngon thật. Lạ cái càng uống càng thèm, hai người tu lấy tu để, hết cả nửa vò lớn. Sau đó mợ buồn ngủ rũ rượi, khi tỉnh dậy, đã thấy cậu Minh hôn mợ, thấy cậu Lâm nhìn mợ đầy bi thương. Mợ đau đến xé gan xé ruột, chỉ muốn chồm xuống quỳ lạy xin cậu tha thứ. Nhưng lúc đó, chắc là do vẫn còn say, nên người mềm oặt chả cử động được. Giờ mới hối lỗi, liệu có quá muộn không? Cậu hẳn là ghét mợ lắm, quất ngựa về trước luôn. Mợ nom theo ứa cả nước mắt, sụt sịt một hồi, chợt thấy cậu quay lại, hầm hầm xông tới, đưa tay vòng qua eo mợ, ném thẳng lên lưng ngựa. Bực mợ tới mức chỉ lững thững bên cạnh, chứ không thèm ngồi cùng mợ. Mợ cứ lấm lét nhìn cậu, hổ thẹn, không biết bắt đầu từ đâu cho phải. Thì thoảng cậu vô tình chạm ánh mắt mợ, lửa giận trong cậu lại bốc nguồn ngụt. Chẳng phải cái người này mọi khi dẻo mò lắm hay sao? Giờ lại câm như hến, thách thức cậu ư? Xa nhau đằng đẵng một tháng, cậu nhớ hơi mợ, bất chấp lũ lớn chạy về với mợ. Còn mợ, món quà mợ tặng cậu quả nhiên khó lường. Vì cậu cưng mợ, bám giết mợ, nên mợ cho mình cái quyền lăng trạ với trai, trà đạp cậu sao? Giờ về phủ thái phó phải không? Cậu hỏi đầy chua chát, hiếm khi cậu mở lời trước. Mợ run quá nên gật đầu đại, mãi sau thấy cậu nóng mặt mới khôn ra, lắp bắp chữa lời. Về phủ trấn thủ, cho tôi về nhà. Lúc nãy đâu có biết cậu sóc xỉa đâu, cứ tưởng cậu có công việc gì cần gặp thái phó chứ. Miễn là cậu chưa chấp thì làm trâu làm chó mợ cũng chịu. Bù Trinh hay bù Phúc mà nghe được chuyện này, chăng các bù tần mợ chết. Bản thân mợ cũng thấy xấu hổ nhục nhã. Về tới cổng, cậu không thèm đỡ mợ xuống ngựa, mặc mợ chật vật xoay sở. Móng tay sắc vô tình sượt qua cổ ngựa, nó đau phi thẳng lên đâm sầm vào chiếc kiệu phía trước. Kiệu đổ, Vũ Anh bên trong chật vật kéo mợ Thùy ra kêu la thảm khốc. Hình như mợ vừa đi đâu về, yếm trắng váy đen rất trang nhã, tóc bện gọn gàng cùng dải lụa trắng, cả người cũng trắng bệch nhợt nhạt, không chút huyết sắc. Cậu Hải thấy vậy liền bồng mợ cả về phòng. Đến nơi, cậu định đặt mợ xuống giường, nhưng mợ bất chợt ôm siết lấy cậu. Mặc Vú dỗ dành, mợ cứ một mực rúc vào lòng cậu, bật khóc tức tười. Cậu không đẩy mợ ra, chỉ thở dài, ghé tai mợ, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Mợ Trâm đứng bên ngoài nghe chẳng rõ, chỉ là trong lòng có chút gì đó gờn gợn. Chương 86. Mợ hai à? Phải mợ hai không đấy? Mợ hai ơi, thằng Húng nhốt con trong chuồng ngựa hôi rình, mãi tới lúc tụi nó cho ngựa ăn con mới trốn được ra. Nhưng con trả thù nó rồi mợ ạ. Nó bị dìm dưới hồ lâu quá nên ngất xỉu, giờ con chưa tỉnh. Con Quế mừng mừng tủi tủi chạy tới ôm mợ hai kể lể. Người mợ ướt át tanh tanh mùi bùn. Hai mợ con dắt nhau về phòng. Quế pha sữa dê với nước ấm, cẩn thận trải thêm cánh hoa hồng vào thùng gỗ lớn, nhanh nhỏ báo cáo tình hình ở nhà. Mợ cả vừa đi đưa tang về đấy mợ ạ. Phó quản cơ chết rồi. Nghe đồn cậu Nguyên với mợ Thùy là thanh mai trúc mã. Quá tốt mợ nhỉ. Chứ mợ cả tư tưởng người khác, cậu Lâm lại mang tiếng bị mọc sừng. Quý còn nhỏ, chuyện tày trời nó có thể nói thản nhiên như không. Mợ thì khác, cùng phận đàn bà với nhau, tự dưng thấy thương xót. Mợ khi xưa mới hay tin chồng tử trận, đã chả muốn sống, nữa là mợ cả. Tận mắt tiễn biệt người mình thương về nơi chín suối. Bởi có chút đồng cảm nên những ngày sau thấy người làm kêu cậu hai thường xuyên qua giúp thầy lang chữa bệnh cho mợ cả, lòng mợ cũng không phiền muộn nữa. Cậu hay dùng bữa bên gian đó, bàn ăn ở đại sảnh chỉ còn mợ Trâm nghe mợ Quyên cào nhàu. Ở cái phủ này chả nhẽ không tìm được ai khác hay sao mà cứ nhất định phải là cậu. Buồn chết đi được, ăn chẳng ngon miệng gì cả. Ôi, cậu đừng đừa là Võ Trạng Nguyên. Cái phủ này làm gì có ai đủ lực để truyền cho mợ cả như cậu.
Với đợt này, mợ bị nặng lắm. Thấy Vũ Anh bảo cứ ăn vào là nôn, nằm mê man suốt. Tỉnh dậy thì chẳng nói chẳng rằng như cái xác khô. Hồi ở trường bao nhiêu lần mợ giúp đỡ cậu, giờ thầy lang nhờ chả nhẽ cậu từ chối sao? Như thế nào đáng mặt nam tử Hán đại trượng phu đây? Con Thư lanh lợi phân tích. Nó kêu giữa bọn họ có giao tình, nhưng là tình đồng chí, là ơn huệ phải trả, chứ tuyệt nhiên không phải tình cảm nam nữ. Mợ Quyên gật gù tán đồng, liếc sang non mợ Châm chít cái khăn mỏ quạ buồn cười dễ sợ. Tại tóc tai te tua tơi tả nên phải che đi. Đáng đời loại gái quê mà dám tranh chồng với mợ. Nó bị cậu hắt hủi rồi, thì thoảng mợ Dình chỉ nghe tiếng nó với con Quế trò chuyện với nhau thôi. Ôi chủ nào tớ nấy, con Quế hỗn y như con Châm vậy, dám giả lệnh cậu dìm thằng Húng. Khi tỉnh, thằng nhỏ mon men tới tìm cậu, nức nở xin cậu ra mặt, đòi lại công bằng. Cậu thế mà trả cho nó thật, đích thân giúp nó cạo chọc đầu, rồi tống thẳng xuống chuồng ngựa. Húng từ đó sống kiếp dọn cỏ. Ban đầu ấm ức ghê lắm, hận mợ hai, nhưng sợ bị đuổi nên chẳng dám láo. Nó nghĩ mợ cũng hận nó, nhưng có bữa gặp nó hỏi, thấy mợ phủ nhận. Thôi, mày bị thế là đáng đời rồi, mợ chả thèm chấp nữa. Phải, đáng đời nó hành xử quá phận. Đáng đời mợ được cậu cưng mà không biết điều, chỉ suốt ngày gây sự. Mợ lấy thằng khác, e rằng giờ này đang vác cái mặt sưng húp dưng sức chạy về quê rồi. Đâu ra có chuyện vẫn đường hoàng ở phủ trấn thủ làm bà hai đây. Cậu suy cho cùng, vẫn chẳng thể buông bỏ. Đêm đêm, mợ trèo vào căn phòng kín, mò mẫm qua đường hầm đi tới phòng cậu. Chỉ là cứ đứng thôi, chứ làm gì có gan đẩy cửa. Mợ nhớ cái hôm mợ ở ngoài sông về, sau khi tám chuyện với Quế, mợ kêu nó ra ngoài trước. Bên trong mợ tự mình tắm rửa. Một lát mợ nghe thấy tiếng bước chân chậm chậm, bàn tay ai đó ghì mạnh lên bờ vai mảnh khảnh của mợ. Mợ và cậu Minh, nói tôi nghe. Cậu quát lớn, mợ run cầm cập, nói năng lung tung mất kiểm soát. Tôi uống rượu, tôi say mất, tôi sai rồi. Xin cậu, tôi sai, lần sau có chết tôi cũng không dám đâu. Xin cậu đừng đuổi tôi, van cậu. Mợ khóc lóc nài nỉ, ánh mắt cậu cay đắng nhìn mợ. Cậu hỏi, tôi mới đi có một tháng, mợ đã say bí tỉ, không biết trời đất là gì. Vậy những năm tôi xa nhà, mợ ăn nằm với tất cả bao nhiêu thằng? Nói. Không có, không có đâu. Chỉ có duy nhất một lần này thôi. Tôi thề độc, tôi mà nói sai sẽ đánh tôi đen thui. Tôi biết thân tôi không gột được nữa. Tôi biết cậu hai giận. Hay cậu hai phạt tôi cho nguôi ngoai. Tôi kêu tụi nó đập tôi chục trượng nhé. Hai chục, hay ba chục. Thế cậu không phản đối, nên mợ định nhổm dậy đi chịu đòn. Tiếc rằng còn chưa kịp đứng lên đã bị cậu đẩy xuống. Mợ ngã ngửa, chơi với trong thùng nước lớn. Cậu giật mình đưa tay toàn đỡ mợ. Khổ cái là mợ hiểu nhầm ý cậu, nên thôi dãy giụa, nhắm nghiền mắt cam chịu. Cậu muốn dìm chết tôi sao? Không cần cậu bẩn tay, tôi tự kết liễu. Nếu tôi chết, đổi lại cậu hai hài lòng hà dạ, thì tôi nguyện ý. Mợ cương quyết tự nín thở, cậu giận tím mặt. Chẳng còn cách nào khác, đành phải nhảy vào trong cùng mợ, lôi đầu mợ ra khỏi mặt nước, đập lưng vỗ má bắt mợ thở. Mợ ho sặc sụa, cậu với chiếc khăn lớn bọc mợ gọn ghẽ, vác mợ trên vai rồi quẳng vào giường, điên tiết răn đe. Khi nào tôi muốn, tôi tự tay bóp chết mợ, hiểu chưa? Tôi hiểu. Mợ lý nhí đáp, gò má bị cậu nhá mạnh, phải mất mấy ngày mới hết bầm. Con Quế chê mợ ngốc, nó kêu đáng nhẽ mợ nên bảo mợ bị cậu Minh gài bẫy, gian dối một chút có sao. Đằng này mợ chọc cậu giận phừng phừng như thế, khéo kiếp này cậu chả thèm nhìn mặt mợ nữa đâu. Quả thật sau đó cậu không sang phòng mợ nữa, có tình cờ gặp thì toàn tránh mợ. Nhưng nếu cho lựa chọn lại, mợ vẫn thành thật luôn. Mợ gạt ai thì gạt, chứ riêng với cậu chả dám điều toa phét lác đâu. Mợ từ giờ sẽ ngoan, sẽ giúp cậu quán xuyến nhà cửa. Mợ cả bệnh rồi, cậu bận chuyện trên trấn. Mợ Quyên chỉ thích hái hoa bắt bướm, chạy nhảy lêu lồng, nên toàn bộ công việc nhà do mợ hai lo. Sợ cái gương thằng Húng nên đầy tớ nghe lời mợ răm rắp. Mợ hai không giống mợ cả, đứng chỉ tay năm ngón, từ nhổ cỏ, xới đất tới nấu cám cho lợn. Thấy tụi nó làm chưa năng suất, mợ đều nhảy vào chỉ bảo tận tình, khiến cho bề dưới có cảm giác gần gũi. Tuy nhiên, về mặt quyết toán các khoản thì mợ lại khá chậm.
học hành chăm chỉ mà mới chỉ nhận được hết mặt chữ thôi. Sổ sách chất đống, mợ xem chỉ tổ hoa mắt chóng mặt, chứ sao giải quyết cho được. Đành bảo quản gia cất đi, đợi mợ Thùy khỏi ốm. Giờ mới rõ mợ Thùy giỏi quá trời, đàn bà con gái, nhưng tầm nhìn rộng lớn, ngang đấng nam nhi. Các bà vợ quan khác, có đất đai bạt ngàn, toàn bỏ hoang, hoặc xây dinh thự lớn, mấy ai biết quy hoạch như mợ cả đâu. Trồng gì xong, thu hoạch cũng nhiều vua kể. Nhà ăn không hết sẽ đem bán, tiền thu hồi, phần rót vào kho, phần cho người nghèo. Mợ Hai thấy mình chỉ tháo vát chân tay thôi, còn về cái đầu thì thua xa mợ cả. Hồi chửa mợ, Bù Trinh ăn gì mà mợ ngu dữ vậy nhỉ? Mợ thở dài thần thượt, thẫn thờ ra vườn lượm cà pháo. Vặt được non nửa thúng thì thằng Thông, phó quản gia chạy tới hỏi chuyện. Mợ Hai, bà Yến hạt giống cải thìa ban sáng đưa tới là mợ nhận sao? Ừ, mợ nhận, là do mợ Thùy đặt tháng trước. Mợ Kiếm giấy đặt hàng của mợ Thùy có bên nhận của bên giao trong túi áo tứ thân đưa cho nó. Thằng bé vội đưa cho cha. Quản gia thứ, ông vội xem rồi hoảng hốt thưa gửi. Ôi chết toi, cái này không phải nét chữ mợ cả. Nhưng sao mợ suốt những 500 quan đưa tụi nó? Mợ Trầm hơi hoảng, thật thà đáp lời. Tại họ kêu giống cải thượng hạng từ cung đình. Ông xem kỹ chưa? Kỹ rồi mợ, thấy chất lượng kém quá, tôi đã nghi. Với cải vàng cải bạc cũng không có cái giá cắt cổ như vậy đâu mợ. Mợ bị lừa rồi mợ ơi. Ông Thứ khổ sở cảm thán. Con Thư nghe chuyện hay lao về mách mợ Ba. Mợ sướng, xông tới vừa lớn tiếng bắt mợ Trâm đền tiền vừa xỉa sói. Các cụ dạy cấm có sai, nhiệt tình cộng ngu dốt chính là phá hoại. Tôi xin lỗi, tôi đền. Tiền đâu mà đền, nom cái thân mợ xem. Chít khăn như bà già 80, giờ đem ra lẩu xanh bán, chắc gì đã hốt nổi trăm quan. Biệt phủ lại được phen nhốn nháo. Cậu Hai từ trấn đường về, thấy ẩm mỹ, liền ghé qua vườn cà. Mợ Quyên phấn khởi tường thuật, quản gia Thứ nói y hệt như vậy, chỉ có điều thái độ từ tốn hơn. Thằng Thông lén nhìn mợ Trâm e ngại. Cậu Hai làm quan chưa lâu, nhưng tiếng thơm lan ra, cậu minh bạch ai ai chả biết. Cha mợ Thùy cậu còn trả nể, huống chi mợ Trâm. Hệt như nó dự đoán, cậu phân xử rất rõ ràng. Nội trong 7 ngày, mợ Hai không bù được 500 quan, thì tống khỏi phủ. Chương 87. Mới vừa nãy, còn có vài đứa bĩu môi, chắc mầm cậu sẽ bao che cho mợ. Thì thà thì thụt ca thán với nhau rằng đời bất công, xẻm pha mợ Hai đủ kiểu. Nay thấy cậu Hai không thiên vị ai, thì tự dưng kẻ hầu người hạ trên dưới đều trầm trồ thán phục. Mợ Ba hả hê kinh khủng, mợ Cú ngân nga thật dài, thật cao, thật chua. Ối mợ Trâm ơi, chuẩn bị về quê với Bu đi nha Trâm. Mợ Trâm ngứa tai dễ sợ. Về quê sao? Quên đi, mỡ đấy mà húp. Mợ bỏ công cua cậu biết bao ngày từ thuở thiếu nữ, dồn bao tâm huyết mới hơ ấm được cái hòn đá lạnh như băng ấy. Về thế nào được mà về? Quyên khỏi dặn, còn tận 7 ngày thì chưa biết mèo nào cắn mìu nào đâu. Ấy, ngốc, giờ cứ gói ghém quần áo rồi chập tối lên đường có phải hay không? Vừa được cái tiếng mợ bỏ cậu, vừa đỡ nhục vì bị cậu tống khỏi phố. Gớm mợ Ba, nói nhăng nói quậy, hổ danh con gái nhà quan. Gái bỏ chồng, dân làng cười chê, thối mặt thối mũi, chứ tốt lành cái gì mà kêu được cái tiếng. Khi xưa ở thôn mợ, có vài đứa hễ giận chồng, chuyện nhỏ xíu thôi cũng ngúng người xách đồ về nhà mẹ đẻ, kiểu muốn dằn mặt thằng chồng, cho nó nhớ nhung đau khổ, xong tới dỗ dành năn nỉ. Nhưng hỡi ơi, đời có phải mơ đâu, về được dăm bữa nửa tháng, nó đã rước ngay con khác. Thầy Bu không chịu nổi miệng đời cay nghiệt, nên đành dắt sang nhà thông gia trả người, đến khổ. Bu mợ tất nhiên trả như người khác, nếu mợ lỡ dạy, chắc Bu chưa chấp mợ như đợt chứa con Trang thôi. Nhưng mợ Trâm chỉ những lúc bùng bột sốc nổi ra, thì khi bình tâm suy nghĩ thấu đáo, thấy thương Bu nhiều lắm. Bu già rồi, mợ đâu còn 13-14, mà làm cái trò con nít xanh, hại Bu ban ngày ra đường phải cúi gằm mặt, đêm về lén lau nước mắt đâu. Mợ nhất định sẽ sống sao để Bu tự hào về mợ. Sáng nay ngu nên bị lừa, sau này rút kinh nghiệm, không phạm sai lầm nữa. Sổ sách năm nay xem chưa hiểu,
thì cố gắng tiếp tục học chữ, tính toán, đợi năm sau thông thạo. Làm vợ trấn thủ sứ đoài thôi chứ gì, mợ sẽ làm thật tốt cho coi. Cái loại quê một cục, mắc ớn à? Mợ Quyên tiếp tục dè bỉu, mợ Trâm bực mình đáp trả. Ừ, đây quê đấy, quê thì sao? Quê, cơ mà là mợ hai nhé. Còn đằng ấy tiểu thư khuê các hẳn hoi, mà lại là mợ ba thôi à? Có người tức tím mặt, có người định sổ thêm một chàng nữa cho bỏ ghét, nhưng bị cậu lườm lườm nên thôi, lầm lũi đem thúng cà pháo xuống nhà kho cất. Còn Quế tình cờ liếc qua, thấy cậu hơi cười cười, trìu mến nom theo bóng mợ. Nó sốc, tại nó tưởng cậu bực mợ chứ. Con bé ngây người một lúc, mới ba chân bốn cẳng chạy theo mép mợ, ngặt nỗi mợ chả chịu tin. Mợ rủ nó ra giếng, rửa chân tay sạch sẽ thơm tho, cùng nhau sang thăm mợ Thùy. Này, tôi có việc cần 500 quan ngấp, mợ cho tôi vay được không? Từ giờ tôi sẽ chi tiêu rẻ rẻn, thi thoảng ra chợ buôn bán lặt vặt nữa, đảm bảo trả đủ cho mợ trong vòng 3 tháng. Mợ cần nhiều tiền vậy làm gì? Mợ Trâm phân trần đầu đuôi câu chuyện. Mợ Thùy gượng dậy, sai Vũ Anh lấy ra chiếc hộp chứa 7 thỏi vàng ròng, kêu chỗ này bét cũng ngần tiền ấy. Mợ cất đi, đợi hôm cậu hỏi đem nộp là được. Mợ Trâm mừng huýnh cảm ơn rối rít, nán lại hàn huyên đôi chút. Mợ Thùy còn yếu nên chẳng nói được nhiều, cơ mà có một câu khiến mợ Trâm băn khoăn ghê lắm. Kỳ lạ thật, đơn đặt hàng chỉ mình tôi với chủ nông trang biết. Đêm về, mợ Trâm cứ thao thức mãi. Nếu đúng là như vậy, phải chăng người lừa mợ có quan hệ với nhà đó? Gà gáy canh năm, mợ đã tò mò bật dậy, cuốn khăn kín mít, áo quần rách dưới, lẻn xuống dưới nông trang kia quan sát. Mợ trốn trong bụi, dập dình mấy ngày liên tiếp, thuộc mặt gần 20 đứa người làm mà không thấy thằng nào giống thằng bán cải cho mợ. Chiều ngày thứ 6, ngay cái lúc mợ thất vọng nhất, đang định lùi thủi quay về thì nghe giọng ông chủ than vãn. Có khổ tôi không cơ chứ, hạt giống cải thìa loại xấu thì bị trộm mất, loại tốt thì mọt hết thế này, sao mà giao đúng hạn cho phủ trấn thủ được đây, chỉ e phải đền đống tiền thì toi. Ôi dào khỏi lo, để sai cậu dậu đến nói khó, đảm bảo không mất một cắc. Bà vợ thủ thỉ an ủi, ông chồng cảm kích vô cùng, kêu đầy tớ sang nhà cậu dậu. Mợ Trâm thấy nghi liền bám theo. Ôi làng nước ơi, ngoài quả dâu quay nón ra thì cái mặt nó giống y xỉ đúc cái thằng bán cải. Ôi giời ạ, chính là nó. Mợ ghim mày rồi con ạ, giờ mợ về gọi hội tẩn chết mày. 7 thằng cao to lừ lưỡng nhất phủ trấn thủ được triệu tập. Ngày thường chỉ quanh quẩn ở nhà trẻ củi xách nước, giờ có việc cần vận động cơ bắp, đâm ra hớn hở phấn chấn hẳn. Thằng dậu ấy thế mà hèn, mặt hơi sưng sưng đã khóc lóc xin tha. Nó thương chị gái nên giúp thôi, chứ có được xu nào. Cái loại chị bất lương. Mợ Trâm lôi đứa nhỏ đến hỏi tội bà chủ nông trại, bà chối quanh mãi. Đến khi bị dọa, lôi lên trấn đường mới nức nở khai báo do thua bạc nên làm liều. Ông chồng choáng váng muốn học máu, ông lấy tiền dành dụm trả cho mợ Trâm. Mợ nom ông trói vợ vào dọ lợn, đánh cho nhừ tử, rồi nhất quyết sai người đem đi bán mà sườn hết cả gai ốc. Ngẫm cái lúc cậu điên mợ, nhưng thấy mợ sặc nước ho liên tục, vẫn lấy khăn bọc mợ, vỗ lưng cho mợ, bất chợt mắt mợ đỏ hoe. Mãi khuya mợ mới về tới phủ, việc đầu tiên là qua chỗ mợ Thùy. Trong vườn, mẫu đơn bạt ngàn, đèn lồng treo xen kẽ, tỏa ra thứ ánh sáng mơ hồ. Mợ Thùy ngồi đoan trang trên chiếc ghế tựa, cậu hai đứng bên cạnh, chỉ tay lên ngôi sao sáng nhất trên nền trời trong vắt. Cậu Nguyên ở đó, cậu ấy sẽ luôn dõi theo tiểu thư. Mợ Thùy nhìn theo ngôi sao kia, chua xót có, tiếc nuối có, ăn năn có. Chỉ là tại sao ánh mắt mợ ấy nhìn cậu hai lại có chút gì đó giống ánh mắt của Hoàng Anh khi xưa đến vậy? Mợ bần thần quay người tìm Vũ Anh trả vàng rồi lặng lẽ về. Trong phòng, bọn nó đã chuẩn bị sẵn nước ấm, dài cánh hoa thơm ngát. Mợ hài lòng khép cửa, thả hồn theo hơi nước nghi ngút. Cả ngày mệt mỏi nên mợ ngủ ga ngủ gật, mãi tới lúc nghe giọng nói trầm trầm mới giật nảy mình. Ngày mai đem cây châm này tạm giao cho quản gia, bảo đây là đồ trước kia phú ông cho mợ,
đây là ngọc quý, đáng giá ít nhất 2.000 quan. Mấy thằng đầy tớ nhọc quá nên chắc lăn quay ra ngủ rồi, chứ chưa báo cậu chuyện mợ đã lấy lại đủ tiền. Cậu ngồi cạnh chiếc bàn lớn, đang chăm chú xem tập giấy luyện chữ của mợ, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Làm quan tham thật sướng, ăn chơi phè phỡn suốt, chứ như cậu hai nghiêm minh và cầu toàn quá, đâm ra vất vả. Vụ lớn vụ bé cứ chất thành đống như núi trên chấn đường. Những việc dù nhỏ có giao cho bề dưới, nhưng đến cuối cậu vẫn xem lại, thành ra bận rộn tối ngày. Cậu được dân chúng tin tưởng, mợ tất nhiên phồng mũi, nhưng cũng xót cậu chẳng kém. Vết xước trên tay kia khiến lồng ngực mợ nhói đau. Mợ nhướn người với váy áo, thắt vội dây yếm, rồi rón rén chạy tới bóp vai cho cậu. Cậu hai thi thoảng có nhọc thì ghé qua đây, tôi trông cậu nha. Chính là cái giọng này, cái giọng thỏ thẻ bùi bùi, cái điệu bộ xuân xoe nịnh nọt, cái mặt phụng phịu dễ ghét. Một vài cánh hoa nhỏ vẫn còn vương trên lớp da thịt mịn màng của mợ, mùi hương thoang thoảng nhưng sức sát thương thì vô cùng lớn. Bàn tay cậu vô thức đưa lên chạm lưng mợ, mợ bạo gan ôm lấy cậu, cằm nhỏ ghì sát trên đầu cậu. Lòng mợ xốn sang khi cặp lông mày dày dặm ấy cọ cọ trên xương quai xanh mảnh khảnh. Những giọt nước từ mái tóc trơ khô không ngừng thấm xuống ướt đẫm yếm đào, qua lớp vải mỏng manh, cánh môi cậu chạm tới nơi nào đó tròn trịa đầy khiêu gợi. Tim mợ mềm nhũn, khóe mắt rưng rưng, ấp úng hỏi cậu. Cậu hai hết bực tôi rồi phải không? Hay còn giận, cơ mà vẫn thương, chẳng nỡ xa tôi. Tôi chỉ cần nhìn qua là biết, cây châm đó do chính tay cậu khắc. Mợ xúc động quá nên trót lỡ lời, tự dưng thấy mình dại gần chết. Đang yên đang lành, gợi chuyện cũ, châm lại ngọn lửa ngùn ngụt trong lòng cậu làm chi không biết. Cậu rất nhanh lại giống cậu thường ngày, đẩy mợ ra lạnh lùng bảo. Tôi đâu có rảnh như mợ. Ôi dào, nói xạo, tay bị rủi đâm chảy máu còn chối. Nhìn này, đường nét không quá tinh xảo nhưng rất thân thuộc, giống hệt cái vòng đá quý của tôi. Mà nói thật, tôi không rảnh đâu nhé, tôi bận bù lu bao nhiêu việc luôn. Mợ lanh lợi phân tích, rồi lượm ngay chiếc châm ngọc, thích thú bỏ vào túi. Mợ còn định lấy thuốc xoa cho cậu, nhưng cậu không chịu, tỏ rõ thái độ chán ghét mợ. Mặc kệ mợ năn nỉ ỉ ôi, đêm nay ở với mợ vẫn cương quyết về phòng, trước khi đi còn bỏ lại câu xanh dờn. Ừ, mợ bận, bận uống rượu với trai. Cậu cũng bận ngắm mẫu đơn trong đêm mà. Mợ lùng bùng trong miệng, nói lí nhí nhỏ xíu à. Tiếc rằng cậu nghe không sót một từ. Mợ trách nghe hay lắm, thử hỏi đàn bà chốn này có ai như mợ. Mới ngày nào cùng ai kia mẩn nhau say xưa, bữa nay đã tỉnh bơ hờn chồng. Tôi nói mợ nghe, ngắm mẫu đơn hay thử dược là việc của tôi. Mợ khỏi cằn nhằn, bởi mợ chẳng đủ tư cách. Chương 88. Ôi dồi ôi, Bu Trinh ơi là Bu Trinh hỡi, sao Bu lại có đứa con gái đần độn đến thế hả trời? Thốt ra câu nào hỏng việc câu đấy mới ngu chứ. Hại cậu giận đen mặt, hầm hầm bỏ đi mà chả thèm sập cửa lối tắt. Mợ lau qua mái tóc, khoác thêm chiếc áo rồi đánh liều chạy theo. Qua gian bên đó, mợ ngồi thụp xuống góc tường, trốn đằng sau tấm rèm cửa cho cậu khỏi biết. Thì thoảng mợ hé ra ngó trộm, thấy cậu cứ lủi thủi một mình, tay cầm chiếc khăn nguyên nương khi xưa mợ thêu giật giật vò vò, áo quần vẫn vứt đầy trong giỏ. Từ hôm giận mợ, có cho mợ động vào đâu, trẻ con ghê lắm. Mợ khẽ mỉm cười, phủi váy đứng dậy, đem đồ qua giếng giặt sạch sẽ. Xong xuôi, chui vào chỗ cũ, đã thấy cậu đang duyệt tấu sớ từ các huyện gửi lên. Mợ buồn ngủ rũ rượi, ngáp ngắn ngáp dài, đằng xa vàng vàng tiếng cậu. Khuya rồi, mợ về phòng đi. Mợ giật bắn, cậu biết mợ trốn ở đây từ hồi nào vậy? Lâu chưa? Sao bây giờ mới đuổi? Đuổi thật không hay giận nên nói lẫy đây? Chịu, phải thử mới rõ được. Mợ làm bộ yểu điệu, bò vào gầm bàn, ôm chân cậu nũng nịu. Mệt muốn xỉu, không bước nổi nữa. Cậu kêu tụi nó qua khiêng tôi về. Nếu cậu ngứa mắt thật, cậu nhất định sẽ sai lính tới khuân đi. Tại lần trước nghe đồn mợ Quyên bị tống cổ như vậy mà. Lần này mợ châm đợi mãi, không thấy động tĩnh gì thì mừng rơn, cọ cọ mặt vào đầu gối cậu
Lim Dim nhắm nghiền mắt. Cậu tưởng mợ buồn ngủ thật nên cúi xuống vòng tay qua lưng mợ, xốc mợ dậy rồi bồng về giường, giường của cậu đó. Mợ đoán vậy vì đoạn đường rất gần, cậu nằm xuống cùng mợ nhưng xa cách lắm. Mợ đành giả bộ bị mộng du, khua chân múa tay loạn xạ, xong đổ dạp vào lòng cậu. Mợ tính cả rồi, cậu mà đẩy ra, mợ sẽ mộng du thêm lần nữa. Nhưng không, cậu nằm im mới cưng chứ. Thậm chí lúc cậu quay người, mợ còn cảm nhận được cánh môi họ khẽ chạm nhau. Chắc vô tình thôi, nhưng mợ run khủng khiếp. Cậu nghịch nghịch mấy lọn tóc lởm chởm của mợ, chậm rãi bảo. Khi xưa, bị địch dùng giáo đâm thẳng vào ngực, tôi cũng thấy không sao cả. Bởi tôi biết, ở nhà còn có mợ đợi tôi. Bởi tôi nghĩ, dù sao như thế nào, mợ cũng vẫn thương tôi. Còn bây giờ... Cậu chỉ giải bày có bấy nhiêu đó thôi, rồi luồn tay qua áo cấu eo mợ. Cậu hai tính trầm, nói được như vậy là nhiều. Nói tới đó là mợ hiểu sơ sơ rồi. Ruột gan mợ nẫu nề tê tái, muốn giải bày để cậu thấu lòng mợ. Nhưng lại sợ vượt mất khoảnh khắc ấm áp này, nên giấu nhẹm để khi khác. Chỉ là Kiềm không nói thì dễ, Kiềm chẳng rơi nước mắt lại khó. Thế cậu vỗ vỗ bên gò má, mợ nhanh trí nức nở mè nheo. Có con hồ đuổi theo tôi, nó muốn ăn thịt tôi, cậu hai ở đâu về cứu tôi với. Cậu thế mà tin sái cổ, kéo mợ sát hơn, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của mợ, dịu dàng trấn an. Ngoan, đừng sợ, tôi bắt nó rồi. Lòng mợ ngọt ngào lắm. Thì ra cậu hai không ghét mợ nhiều như mợ tưởng. Chắc bực phụ kia nên trước mặt còn dè chừng, giữ khoảng cách với mợ thôi. Sáng hôm sau, cậu đã dậy sớm luyện võ. Còn mợ chạy vù vù về phòng lấy tiền. Lúc mợ dõng dạc trình bày chiến tích với cả đại gia đình, kẻ hầu người hạ vỗ tay trầm trồ ngưỡng mộ. Mợ liếc nhìn cậu, mong được khen ngợi. Khổ nỗi, cậu chỉ lừa mợ thôi. Mợ tủi thân quay đi. Được một lúc, nhớ lời con quế nên đột ngột ngó lại. Tình cờ bắt gặp cậu đang dõi theo mợ, khóe môi hơi cong lên, mợ bất chợt cười ngây ngốc. Cậu hai thật biết làm bộ, mợ biết thừa rồi, để mợ tính xem làm sao cho cậu hết giận sạch sành sanh đây. Từ giờ mợ không gây sự, ngoan ngoãn giúp cậu quán xuyến nhà cửa đâu ra đấy, liệu cậu có động lòng không nhỉ? Mợ Thùy mấy bữa nay sắc mặt đã khá hơn, thì thoảng cũng ra ngoài cùng mợ thường trà. Nét kia viết sai rồi, viết lại đi. Mợ chỉ tôi vậy, không sợ sau này tôi giỏi hơn mợ à? Mợ Trâm hồn nhiên thắc mắc, mợ Thùy tủm tỉm lắc đầu. Mợ Trâm lại tiếp tục đem sổ sách ra, nhờ mợ Thùy dạy cho cách kê khai tính toán. Mợ Thùy hơn hẳn ông quản gia thứ, nói năng lưu loát mạch lạc, giảng giải tới đâu, mợ Trâm hiểu liền tới đó. Ngày qua ngày, hai mợ vừa đốc thúc người làm, vừa trò chuyện linh tinh. Mợ Thùy kể mợ Trâm chuyện ở phủ thái phó vô cùng nghiêm ngặt. Từ nhỏ, đã phải học tam tòng tứ đức, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Sai một chút thôi cũng bị phạt. Mợ Trâm nghe cảm thông lắm. Cứ nghĩ con gái nhà quan, ăn sung mặc sướng. Ai dè, phàm là con người sống trên đời này, ai cũng có nỗi khổ riêng. Mỗi lần nói chuyện với con quế, mợ Trâm lại nhắc đến mợ Thùy nhiều hơn, rằng mợ dạy mợ Thùy đan giò, mợ ấy đan khéo quá trời. Mợ dạy mợ Thùy trưng thịt mắm tép. Vũ Anh hỏi cậu hai có ngon không, cậu hai gật đầu. Một tiểu thư như mợ Thùy lại thích la cà cùng mợ, học hỏi mợ cái này cái kia, quả thật quá dễ thương đi. Quế tình ý nhận xét, mợ đã không coi mợ Thùy chỉ đơn giản là mợ cả nữa rồi. Hình như nó nói đúng. Xưa ở quê có Bu Trinh, Trang, mợ Chi, các dì các thím để buôn dưa. Từ ngày xuống trấn, một mình mợ lẻ loi lắm. Con quế dẫu sao phận người làm, thái độ khép nép kính cẩn. Còn mợ Thùy thì khác, mợ ấy không canh kiệu như mợ Quyên. Hai người bằng vai phải lứa, tối ngày thủ thỉ tâm tình. Mợ Trâm, tháng trước thầy tôi cho tôi miếng ngọc bội phượng hoàng, nhìn thích mắt lắm. Tôi kêu người đúc thêm miếng nữa rồi. Hôm nào đem qua, tôi với mợ cùng đeo. Mợ thừa nhận, mợ cảm động. Mợ thừa nhận, mợ Thùy đứng bên cậu hai, trai tài gái sắc xứng đôi vô cùng. Có một ngày nọ, cậu xuống huyện thị sát từ sớm, chiều muộn mới về phủ.
các mợ cùng ra đón cậu. Mợ Quyên, mợ Trâm vui đến mức chẳng giấu được nụ cười trên môi. Riêng mợ Thùy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đúng mực. Nhưng khi cậu vừa xuống ngựa, mợ Cà lại dịu dàng tiến tới, khẽ nhón chân nhặt chiếc lò khô rơi trên vai cậu, cẩn thận giúp cậu phủi qua lớp bụi bẩn ở vạt áo. Xong xuôi, mợ nhanh chóng lùi lại, e lệ cúi đầu nhường cậu đi trước, gò má vẫn còn hơi ửng hồng. Mợ Trâm quan sát một hồi, chợt thấy mình tắc trách. Làm vợ cậu ngần ấy năm, nhưng hiếm khi mợ đối xử với cậu tinh tế như vậy. Hồi ở quê, nhiều bận, mợ cứ trực cậu đi núi về là nhảy lên ôm vai bá cổ, đu bám cuốn quýt hệt cây tầm gửi, mẻ nheo kêu nhớ cậu, bắt cậu khiêng ra chỗ này, đòi cậu vác qua chỗ kia, mà vô tâm quên rằng cậu còn đang mệt. Mợ Thủy bây giờ không chỉ âm thầm chăm sóc cậu, mà còn hỏi han dân tình thế sự, những điều mà chắc kiếp sau mợ nghe mới hiểu. Mợ thở dài xuống bếp nấu cơm chiều cùng tụi nó, một lát có đứa gọi. Mợ ơi, mợ Cả bảo mợ qua nhà kho học cách ghi sổ, với mợ ấy có cái gì cho mợ ý? Chắc là ngọc bội phượng hoàng rồi, mợ Trâm lần đật quay người. Éo le thay, chẳng có miếng ngọc bội nào cả, cũng chẳng có mợ Thùy. Chỉ có ánh nến bập bùng, cháy chiếu rọi gương mặt anh trai mợ ấy. Hắn như hổ đói, lao tới ôm hôn mợ. Để Trâm đợi lâu rồi, nghe nói Trâm mong tôi lắm phải không? Đừng trách tôi nhé, bạn tôi vừa mới qua đời nên tôi để tang nó. Tháng sau tôi hứa sẽ đem kiệu tới rước Trâm về làm bà năm. Cậu khùng à, nói nhăng nói quậy, buông tôi ra. Trâm đừng giấu nữa, tôi biết cả rồi. Trấn thủ lạnh nhạt khiến Trâm buồn tủi. Trâm ngày đêm thương nhớ tôi, trong mơ cũng gọi tên tôi xót lắm. Mà cha thằng nào hay con nào bơm đều hại mợ, mợ mà biết, mợ giết không tha. Nhớ nhung cái chó gì cơ chứ, trong mơ gọi tên ư, thật sự là mơ rồi, loạn thật rồi. Chớ trêu ở chỗ, mợ càng đầy, cậu Minh càng tưởng mợ ngại, cố sức ôm chặt lấy. Mợ điên tiết dãy ruộng kịch liệt, chỉ mong nhích ra được chỗ để dao gần đó. Vừa lấy một cái, chém thằng cha này tan xác đi, rồi tính sao thì tính. Tiếc rằng mợ còn chưa ra kịp, cửa nhà kho đã bị mở toang. Cậu hai sững sờ nhìn mợ, mợ Quyên căm phẫn chỉ trích mợ. Mợ Thùy thì sửng sốt không nói nên lời. Mợ Trầm liên thoáng phân trần sự việc. Mợ Cả ngơ ngác quay sang nhẹ nhàng phân trần. Tôi thực sự không hề nhắn mợ hai, nhưng chắc còn nhiều ẩn tình, cậu đừng vội trách mợ ấy. Phải đó, sắp giờ cơm chiều rồi, ai mà thèm nhắn nhủ nữa chứ. Chắc mợ hai nhớ trai nên lén lút hẹn hò. Kinh thật, mần nhau ở đâu không mần, mần ngay trong nhà kho mới hoành tráng. Chưa đầy một năm mà mợ cắm lên đầu cậu cả đống sừng thế này, thật nể phục cái độ trơ trẽn của mợ. Mợ Ba bĩu môi xỉa đều. Cậu Minh nhân cơ hội thương lượng, mong cậu hai nhượng vợ. Mợ Trâm một mực không chịu. Mợ Thùy nhỏ nhẹ khuyên cậu có gì bình tĩnh giải quyết. Mấy người nói qua nói lại một hồi thì nghe cậu hai quát lớn. Trừ mợ hai thì tất cả cút hết. Giọng điệu đầy uy lực của người từng cầm binh quyền, ai dám kháng lệnh đây. Khi nhà kho chỉ còn hai người, mợ đã rất cố gắng để giải thích, nhưng cậu không nghe, cánh cửa bị đóng sầm lại. Con dao nhọn hoắt, bén nhất được rút ra, vứt thẳng về phía mợ. Đâm tôi trước, rồi thoải mái theo hắn. Lời lẽ của cậu, cớ sao chua chát đến vậy? Ánh mắt cậu nhìn mợ, vì đâu tang thương như vậy? Lần này mợ không sai, mợ không có gì khuất tất với trưởng nam nhà thái phó. Mợ cũng không theo ai cả, tại sao cậu không chịu tin mợ? Lỗi lầm cũ chưa nguôi ngoai, hiểu lầm mới lại bắt đầu chất chồng. Rốt cuộc mợ phải làm sao? Mợ có nên móc hết ruột gan mình ra cho cậu coi? Mợ đau đớn cầm lấy cán dao, nhưng không phải chĩa về phía cậu, mà là ghì sát lên cổ mình. Bỏ xuống ngay. Mặc cậu dọa sẽ quẳng mợ xuống sông, mợ vẫn hiên ngang lớn giọng. Cậu đứng yên đó cho tôi. Cậu dám bước một bước, tôi dám cứa một đường. Sắc mặt cậu tái nhợt, không còn cách nào khác, đành phải nghe theo mợ. Xưa ở chiến trường, từng bị bắt sống, cậu cũng chưa một lần thỏa hiệp. Vậy mà nay, mợ hai, người nhỏ xíu, cao không tới vai cậu, cậu lại bất lực. Giờ, cậu có giỏng tai lên, nghe tôi nói không thì bảo.
Cậu gật đầu. Mợ chẳng ngờ có thể khống chế cậu dễ dàng như vậy. Khi thế Phừng Phừng xả một thôi một hồi, trình bày rành mạch từ lúc mợ nấu canh thiên lý cho cậu thơm ngon ra sao, đến lúc vào kho bị cậu Minh ôm, rồi mợ đẩy mợ đạp cậu ấy như thế nào. Xong mợ hùng hổ kết luận: cậu hai à? À không đúng, Võ Trạng Nguyên, thống chế, trấn đủ sứ đoài. Tóm lại, bẩm quan lớn, ban nãy tôi bị kẻ xấu hại, mong quan suy xét kỹ càng. Mà kể cả tôi sai thì quan phạt tôi, mắc mớ gì kêu tôi đâm chồng tôi. Chồng tôi có mệnh hệ gì thì tôi sống được à? Hay giờ để tôi chết ngay và luôn tại đây cho quan vừa lòng. Chương 89. Điên quá nên to mồm bất chấp với cậu vậy thôi, chứ mợ có khủng đâu mà đang yên đang lành đi kết liễu đời mình. Nom cậu kìa, mặt trắng bệch như trời sập đến nơi, nom mắc cười dễ sợ. Mợ được nước càng tinh tướng, cơ mà gào nhiều quá nên khàn cổ, vừa khát vừa nhọc. Đã vậy nhà kho lại chả sạch sẽ gì cho cam. Rơm dạ bọ chét đầy rẫy, hại mợ ngứa ngáy khó chịu. Thế rồi mợ chỉ hơi lơ đễnh một chút đã bị phản công ngay tức thì. Không hổ danh Võ Trạng Nguyên, chỉ một viên sỏi cũng có thể khiến đối phương giật bắn mình, vô thức đánh rơi con dao xuống đất. Giờ mợ đã hiểu lý do cậu thắng trận. Cậu nhạy bén ghê lắm. Mợ cũng hiểu vì sao cậu lại giận Phừng Phừng tiến tới bóp cổ tay mợ đau điếng. Thân phận đàn bà mà lại đi thách thức chồng, phận làm dân nhưng lại hỗn xược với quan, phép tắc quẳng đi đâu rồi? Nếu hôm nay quan lớn là thái phó thì cái mạng của mợ còn giữ được không? Cậu nghiêm túc cảnh tỉnh. Mợ ngẩn người đăm chiêu suy nghĩ. Mợ công nhận mình hành xử bốc đồng, nhưng suy cho cùng vẫn ấm ức nên òa khóc nức nở. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu hai. Cũng tại tôi oan ức mà. Tôi thương cậu hai nhất trên cái cuộc đời này. Thà rằng tôi tự đâm tôi còn hơn tôi đâm cậu. Riêng xét về khả năng mẻ nheo nịnh hót thì khó kiếm ai hơn được mợ. Hai mắt long lanh chớp chớp, tỏ vẻ ủy khuất, xong lại dụ đầu vào ngực cậu, phụng phà phụng phịu. Nước chảy mãi rồi đá cũng phải mòn, cậu không kiềm được, đưa tay xoa nhẹ đôi gò má mợ, khẽ háng giọng: đi theo tôi. Mợ dạ rõ ngoan, bám mép áo cậu lững thững đằng sau. Lúc đi ngang qua bếp, thấy cái đứa hại mình đang nhởn nhơ tám chuyện, liền bức xúc mách cậu. Cậu sai người kêu nó qua chỗ cậu mợ. Mợ điên tiết mắng xối xả. Bé cầm sợ tái mặt, run rẩy quỳ xuống bẩm báo: Con được cậu Minh cho thỏi bạc. Cậu ấy bảo con giúp cậu truyền lời rằng mợ Thùy cần kiếm mợ Trâm, mà cậu Minh là anh trai mợ Thùy nên con tưởng thật. Con van, con lạy cậu mợ tha cho con, đừng đuổi con, tội nghiệp con. Con không còn nơi nào đi cả. Mợ Trâm mắc tật nóng nảy sồn sồn, nhưng tính tình phổi bò dễ quên. Thấy cái cẩm có vẻ thật thà nên thôi bỏ qua. Cậu hai thì trái ngược, nó vẫn bị xử phạt trừ nửa tháng lương. Đặc biệt cậu Minh đang ngồi chơi xơi nước với em gái, tự dưng lính từ đâu xông tới khiêng cậu ném ra khỏi phủ. Mợ Quyên thở phào nhẹ nhõm. Chính mợ bịa rằng mợ Trâm thường nhớ cậu Minh, đứng sau giật dây kích bác ông anh họ. Đợi khi ông ấy lừa được mợ hai, liền sai người tới mét cậu, rồi tỏ vẻ hoảng hốt chạy theo bơm đều. Tuy rốt cuộc công mợ thành công cốc, nhưng cũng may chưa bị phát hiện. Trước tranh chồng với mụ cái đứa quê mùa thô kệch đã đủ mệt mỏi rồi, giờ thêm cả đại tiểu thư đài các yêu kiều, mợ nhọc tâm ghê. Sự đời trớ trêu, đùng một cái cậu Nguyên ngỏm cụ tỏi. Bà vú anh già đau đớn rồi còn thích lo chuyện bao đồng, tối ngày ra sức vun vén. Cậu hai ăn thử canh gà nhé, mợ cả đích thân nấu đó cậu. Một nồi canh đã là gì? Bát đũa cậu dùng đều do mợ ấy tự tay lau đó. Bám theo mợ Trâm hỏi chuyện xưa cũ của cậu hai suốt thôi. Người chả bị rôm sảy gì cả, cơ mà hay đỏ mặt ghê lắm. Mong cậu quan tâm bỏ sửa đi được, nhưng cứ giả bộ đoan trang, mợ đây biết thừa, rõ là màu. Con Thư nằm mợ Quyên thở dài ủ rũ, liền nhanh nhẩu giành ưu thế. Cậu dùng thử món cải thìa xào đi ạ, công sức mợ ba đó cậu. Công gì ý Thư nhỉ? Con Quế bĩu môi xỉa sói. Thư bị dồn vào thế bí, cuống quá hóa ngu. Gớm, mợ ba không đi tè thì lấy đâu ra nước cho các người bón ruộng.
ruộng không bón thì lấy đâu đất tốt cho rau nảy mầm, rau không nảy mầm được thì hái đâu ra lá để sao? Nó càng nói càng thấy mình chí lý, phân tích hăng say đến mức không hề hay biết mợ ba mặt đen kìn kịt, con quế ôm cột nhà cười nghiêng ngả bỏ toài. Vũ Anh đau thắt ruột vì cười nhiều. Mợ Thùy thường ngày rất xem trọng thể diện mà cũng không nhịn nổi, tủm tỉm lấy khăn che miệng. Cậu hai nhẹ buông đũa rời bàn, mợ hai hí hửng bám theo cậu rủ rê. Đêm nay qua phòng tôi nhé. Cậu lắc đầu, mợ Tiêu Nghỉu dỗi hờn. Kệ, tôi đợi cậu. Canh tư, cậu mà không qua, tôi đập đầu vào gối, tôi nín thở, xong tôi chết cho cậu coi. Cậu không thương tôi nữa, thì tôi cũng chả thiết sống. Mợ vừa dọa cậu đấy, thì sao nào? Cậu chẳng đánh chẳng đuổi mợ đâu. Cùng lắm, cậu mắng hoặc phạt quỳ chứ gì. Mặc xác, mợ chả sợ. Lẻ lưỡi trêu cậu, rồi lùi về phòng tắm rửa. Thư tỉnh ban nãy buồn buồn, nên nói nhăng nói nhít vậy thôi. Đâu ngờ canh ba vài khắc, mợ đang thần thơ theo thùa, đã thấy bóng dáng quen thuộc. Sang chỗ mợ mà thản nhiên giải quyết sổ sách trên trấn, coi mợ như không khí vậy sao? Ghét dễ sợ. Mợ lo phòng tối hại mắt cậu, nên lật lật đứng dậy, châm thêm mấy ngọn đèn. Thấy vai áo cậu bị bong chỉ, liền dịu dàng đứng bên cạnh, tỉ mẩn khâu vá. Thì thoảng lại ghé sát vào cổ cậu, thì thầm chuyện này chuyện kia. Ban đầu, mợ thầm phục khả năng tập trung của cậu. Tại mợ nói hoài, nhưng cậu cứ lặng thinh. Sau để ý mới tá hỏa, cậu hai đang cầm trong tay tờ giấy trắng. Mợ chớp mắt lia lịa, cố xem đi xem lại. Quả thật tờ giấy đó, nửa chữ cũng không có. Luồng xong mũi kim cuối cùng, mợ lén cười gian, rồi làm bộ yếu đuối. Thôi, xin phép cậu hai, tôi đi nằm trước nhé. Vừa nãy bị vấp ở thềm cửa nhà, chả biết có bị trật khớp hay không, mà cái chân nó nhức quá trời. Dứt lời, mợ cố ý bước chân cao chân thấp, tập tễnh cất giỏ đồ may vá, rồi lại chạy choạng rẽ qua giường trùm chăn kín mít. Chưa đầy một nén nhang, mợ đã nghe thấy bước chân tiến về phía mình. Có người lượn qua chăn, chộp lấy chân mợ, vặn vặn bấm bấm. Cái huyệt chi lạ lùng ghê, lúc đau điếng lúc nhột nhột, hại mợ suýt bị lộ tẩy. Cậu tiếp tục xoa nắn đều đều, lòng bàn chân mợ ấm dần, dễ chịu lắm. Lát sau, mợ thấy cậu chủ động nằm sát cạnh mợ, lách qua mảnh vải mỏng, ngậm lấy xương quai xanh khẳng khiu, giọng điệu nỉ non. Đừng thương ai hơn tôi. Ngọt ngào lên lòi từng ngõ ngách trong tim, mợ ngượng ngùng tháo dây yếm rồi ôm cậu thật chặt. Quả quyết khẳng định, từ thuở xa xưa làm vợ cậu, mợ chưa từng thương ai hơn cậu, mãi mãi chỉ là của mình cậu. Mợ xoa lưng cậu, dịu dàng vỗ về cậu. Cậu nhận ra mợ đã thức, nhưng cậu chỉ biết cười khổ. Giả như trên đời có trận đánh nào mà mợ hai đứng đầu bên địch, có lẽ cậu sẽ đầu hàng luôn, khỏi đánh mất công. Vì không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ thua mà thôi. Hơi ấm từ mợ, mạnh hơn bất cứ loại mê dược nào, khiến cậu quyến luyến chẳng thể rời. Nụ hoa trùng chím để những dấu hôn của cậu. Nơi sâu thẳm nhất trong mợ, bị bàn tay kia khiêu khích đến buồn rùn. Mợ tưởng như có ai đó vừa quẳng mình xuống hố sâu không đáy, cứ rơi mãi mà chẳng biết bấu víu vào đâu, cho đến khi nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Mợ hai, bẩm mợ hai, con quế đây mợ. Mợ ơi, nguy rồi, mợ ba không đâu lại trèo lên ngọn cao làm loạn, tụi nó tìm mãi chẳng thấy cậu. Mợ Thùy ngoài đó khuyên can chả được, con kêu tìm mợ qua một chuyến. Mợ biết rồi, mợ qua liền. Mợ hai đánh tiếng cho người làm mà thẹn muốn độn thổ, luống cuống bật dậy, vấn tóc chiết khăn gọn gàng. Cậu hai giúp mợ thắt lại dây yếm. Mợ chiều mến nhìn cậu cười cười, rồi vội vã chạy ra ngoài. Mợ Thùy nom thấy mợ, díu dít hỏi han. Mợ hai, có cãi nhau gì không mà mợ ấy rồn rồn lên vậy? Ôi, cãi thì cãi suốt, cơ mà làm gì tới mức quẫn bách như vậy. Suốt ngày lên mặt tiểu thư sang chảnh, ấy thế mà nông nổi. Gặp khó khăn phải bình tĩnh giải quyết chứ. Ầm ĩ, hại cả nhà đang đêm, cũng phải bỏ dậy đốt đuốc sáng trưng, đến khổ. Gọi cậu đi, cậu không ra, tôi không xuống. Mợ Thủy kiên nhẫn dỗ dành, Vũ Anh chán nản, kiếm ít hướng dương, chia cho kẻ hầu người hạ. Bọn họ cùng mợ Trâm trải cái chiếu ngay ngoài vườn, túm năm tụm ba chơi truyền. Mãi tới canh năm, người mà mợ quên mong mới rẽ qua, mợ bắt đầu sướt mướt nghẹn ngào. Cậu hai,
Từ ngày rước tôi về, cậu trả chịu sang phòng tôi. Tôi buồn lắm. Tôi lao xuống ao, tôi chết cho cậu coi. Cậu không thương tôi thì tôi cũng chả thiết sống. Mợ Trâm đang cắn hướng dương, tự dưng sững sờ. Câu này nghe quen quen. Mợ biết rồi, dám trộm bài của mợ, láo nháo thật. Mợ Quyên vừa nức nở thảm thương, vừa tì hí mắt lươn liếc xuống bên dưới. Chẳng phải đồ gái Quyên như mợ Trâm dùng chiêu này thành công rực rỡ hay sao? Mợ đây con gái trưởng cơ, chả nhẽ lại thua kém sao? Tiểu thư Thục Quyên chết vì bị chồng hắt hủi, còn ra thể thống gì nữa đây? Phen này, cậu có 10 cái lá gan cũng chẳng dám liều. Thấy cậu từ từ tiến tới, hội bà Tám phủi váy, khép nếp khom lưng xếp hàng. Mợ Ba lòng lâng lâng mừng thầm, rộng lượng kêu, nếu cậu trèo lên đưa mợ về phòng, dành thời gian bên mợ, thì mợ sẽ tha thứ cho cậu. Bằng không từ nay, cậu mợ âm dương cách biệt. Trấn thủ sứ đoài trầm ngâm nghe mợ trình bày, rồi chầm chầm hạ lệnh. Bay đâu, đem dao ra đây. Kẻ hầu người hạ, kẻ nào kẻ nấy, tái xanh mặt mày, còn thử lắp bắp hỏi cậu cần dao làm gì. Nó nghe cậu thản nhiên bảo. Chặt cau, tận dụng gỗ đóng quan tài. Mợ Ba suy sụp đến mức trượt chân ngã thật. May chưa ngã xuống ao mà chỉ lao vào đống rơm thôi. Mợ Trầm lẩm bẩm chê mợ Quyên ngốc, có bắt trước cũng không xong, được cái dáng thanh thoát hơn mợ thôi, chứ cua trai thì thua xa mợ. Phú Anh nom điệu bộ tự tin của mợ hai chẳng được thiện cảm cho lắm. Cái thứ gì đâu, vợ lẽ mà ngang nhiên tranh chồng với vợ cả. Cậu hai thì cứ âm thầm dung túng cho mợ hai. Phú chả hiểu cái con nhà quê này có điểm gì hấp dẫn nữa. Mãi cho tới một tuần sau đó, khi cậu hai bị lính bắt giải tới kinh thành, thấy mợ Trâm tới nhờ cậy mợ Thùy, Vũ mới hiểu được phần nào. Cậu không bao giờ bòn rút lưng bổng của lính đâu, mợ tin tôi đi. Tôi xin mợ đó. Mợ quen biết rộng rãi, mợ cứu cậu dùng tôi, đừng để quan trên chém cậu. Coi như tôi van, tôi lạy mợ. Cậu mà qua ải này, mợ muốn tôi làm trâu làm chó gì tôi cũng chịu. Ôi chào, mợ làm gì mà nghiêm trọng vậy? Mợ xin mợ Thủy như vậy thì mợ cũng nên hiểu cho mợ ấy. Thân là mợ cả, sinh trưởng năm trước cho cậu là trọng trách. Mợ có thương tình thì uống giúp tôi bát thuốc này. Vũ Anh mà cả, con quế run rẩy ngăn mợ Trâm, nhưng mợ gạt tay nó, bưng bát uống liền một hơi. Giao dịch của mợ với mợ Thủy coi như thành công. Mợ Thủy nhất định sẽ cứu cậu. Lòng mợ nhẹ bẫng. Mợ bước được vài bước thì ngã lăn ra đất bất tỉnh. Con quế la toáng lên, mợ Thùy sai Vũ Anh bịt miệng, lôi nó vào trong buồng trong, rồi mở toang cửa, kêu khóc thảm thiết. Người đâu? Mợ hai xảy ra chuyện lớn rồi, mau gọi thầy lang tới cứu mợ, mau lên. Mợ hai có mệnh hệ gì, thì cậu về, cậu chém chết tụi bay. Chương 90. Cậu bị bắt, cư nhiên cả phủ cũng bị cô lập. Ban đầu, mợ cả tính để mợ Ba xả ốm, hòng qua mặt lính gác. Nhưng với thái độ của cậu với mợ Ba, chỉ e tụi nó không sợ. Rốt cuộc đành phải lợi dụng mợ hai để kiếm thầy lang tới. Xong xuôi, mợ thuyết phục lão cho ngồi ké kiệu âm thầm rời phủ. Tới quán trọ phía đông sứ đoài, mợ liền dùng nửa nén bạc thuê ngựa tốt, vội vã đi vào trong núi. Cầm kỳ thi họa mợ đều giỏi, tiếc rằng lúc này lại chẳng hữu dụng. Ngựa vằn khó thuần, mợ bị hất xuống đến 3 lần. Nếu như đoạn đường đi qua là sỏi đá chứ không phải bùn đất, có lẽ mợ đã mất mạng. Ở phủ, Vũ Anh xót mợ, sốt ruột sốt gan. Lúc mợ Trâm hết thuốc mê tỉnh dậy, Vũ đã giải thích cặn kẽ sự tình. Riêng chuyện sinh trưởng nam thì Vũ thừa nhận, do Vũ thấy ấm ức trong mợ cả nên cố tình bịa thêm để thử lòng mợ thôi. Mợ hai năm thế mà sống có tình có nghĩa, thảo nào được cậu trân trọng. Nhưng suy cho cùng, còn lâu mới bằng mợ cả. Liệu trên đời có người đàn bà nào vì cậu mà dám âm thầm phản cha hết lần này đến lần khác không? Cam tâm tình nguyện uống độc dược, nửa đêm nửa hôm thân gái một mình đi tìm người giúp đỡ. Thời khắc theo kiệu thầy lang trở về, cả người bầm dập tím tái, sốt xình xịch suốt nhiều ngày liền. Tôi bảo mợ Trâm này, mợ không ở các phủ khác, mợ không biết đâu. Bà cả chỉ cần e hè một cái thì bà Chín cũng như bà Hai đều sợ xón vó lên rồi. Đây mợ Thủy đối đãi với mợ như chị em ruột. Mợ ấy cũng hết lòng hết dạ vì cậu. Mợ xem có gì thì nhường cậu, chịu khó giữ đức hạnh đừng suốt ngày quấn lấy cậu.
khuyên cậu sang bên này cho vui cửa vui nhà. Vũ Anh vừa sấp nước lau người cho mợ, vừa ngồi xuống giọng nỉ non. Đêm đó mợ Thùy nhìn cậu với ánh mắt gì, ngày ngày tốt với cậu như thế nào, chả nhẽ mợ Trâm lại không thấu. Người ta có ân với cậu, bảo mợ khom lưng quỳ lạy, bảo mợ cung phụng tối ngày mợ cũng chịu, nhưng bảo nhường e rằng không nhường nổi. Mợ thương mợ ấy, thế còn bản thân mợ, ai thương mợ đây? Trường Nam, nếu có thể mợ cả cứ việc sinh trước, còn chồng tôi yêu, tôi cuốn, chẳng liên quan gì tới cha con thằng nào cả. Có giỏi thì cạnh tranh công bằng, tôi chấp mợ đẹp hơn tôi. Mợ đúng là cái loại hổ lý ích kỷ. Ôi giời, vú chưa chồng, vú hiểu thế quái nào được, ở đó mà to còi. Thôi, tôi xin vú, xin mợ hai, nội trong 3 ngày sẽ có biến lớn, mợ bà chắc chắn sẽ rất sốc. Mong mợ hai đừng tìm mợ ấy gây sự. Thêm nữa, khả năng cao sẽ có ông già râu tóc bạc phơ ghé thăm phủ. Nếu tôi chưa khỏe, thì mong mợ với vú đối đãi ông ấy cẩn thận. Giọng mợ Thủy yếu ớt, những gì mợ dự liệu, sau đó quả thật chẳng lấy chút nào. Mợ hiểu cha mợ, vẫn biết cả cha và trưởng cơ thông đồng, nhưng một khi mọi thứ bị phanh phui, cha sẽ phủi tay mà đổ hết lên đầu em trai. Với ông, máu mù ruột già đâu thể sánh ngang tiền tài danh vọng đâu. Cậu được thả, nhưng trưởng cơ Nguyễn Đăng Mão, chú mợ, lại bị tước mũ quan đẩy ra biên ải xa xôi. Mợ bà khóc cạn nước mắt, mợ cũng đâu có nuốt nổi cái gì. Có lẽ thầy Bu hận mợ lắm, mợ chính là loại con gái theo chồng bán đứng cha. Vũ Anh an ủi, lỗi không phải ở mợ. Ừ thì tội của mợ là nhái con dấu thật, nhưng nếu thái phó không dùng để lén lút tạo lệnh giả bòn rút quân lương, sau đó phủi tay đổ hết tội cho cậu thì đâu đến nỗi. Lão thầy già gật gù đồng tình, cha nuôi tới còn sớm hơn so với tính toán của mợ. Từ nhỏ mợ đã được nhận làm nghĩa nữ, lão thương mợ còn hơn cha ruột. Có thứ gì tốt đều giấu đi đem để dành cho mợ, ngay cả nam nhân lão chọn cho mợ cũng là người xuất sắc nhất. Ban đầu lão vì con gái yêu nên để mắt tới Võ Trạng Nguyên, sau dần lão cảm thấy dường như lão đã coi hắn như khúc ruột của mình. Lão nhận thêm một đứa con nữa, tụi nó chính là Uyên Nương Hồ Điệp, trai tài gái sắc, sinh ra để dành cho nhau. Tiếc thay, nghe đồn bị chia rẽ bởi cáo chín đuôi, tới giờ vẫn chưa động phòng. Chẳng rõ con nhỏ bỏ bố mê thuốc lú gì cho cậu hai, mà bao nhiêu năm ở trường, hễ rảnh, cậu lại tranh thủ làm mướn cho các học trò của lão, khi thì đúc cái này, chạm trổ cái kia, khi lại dạy cầm cung, vót trông, còm cót được bao nhiêu tiền, liền gửi hết về quê. Có bận đang tập quyền, nghe người ta báo tin ở nhà mợ Trâm bị cảm lạnh, nằm liệt giường cả tuần, thì thất thần trượt chân ngã vật. Lão lầy mãi không cử động, tưởng chết rồi, ai dè ngó qua, thấy mắt đỏ hoe. Mợ Trâm nghe danh đã lâu, mà nay mới có cơ hội được diện kiến. Mặt tròn xoe, đôi gò má núng na núng nính, eo khá thon, nhưng trên dưới nần nẫn thịt, chả có chút thanh thoát yêu kiều nào, chả hiểu đẹp ở đâu. Mợ với người cố nhân năm ấy giống nhau như đúc, giống từ gương mặt tới cách đánh cờ ngu, quân đen quân trắng bốc loạn xạ, học mãi mấy đêm mới hiểu được cách chơi. Mợ khác mợ Thùy, chẳng thèm tính toán dè chừng gì cả, cứ đi đại, được ăn cà ngã về không. Có ván được lão thả cho thắng sướng, cái mặt hơn hớn kể ra cũng hơi dễ thương. Thầy là thầy cậu hai, cơ mà hồ đồ, còn nói cho thầy nghe một bí mật động trời nhé. Chắc thầy sốc lắm, vụ con dấu do thái phó tham lam, còn trưởng cơ chỉ thế mạng thôi, thầy ngốc bỏ sự đi được. Lão nghe mợ ba hoa suýt sặc nước trà. Mợ tưởng chuyện quan trường đơn giản như chuyện dưới quê nhà mợ sao? Phàm là con cờ còn có giá trị lợi dụng, lão sao đã vội đá khỏi bàn cờ đây? Đấu đá phe cánh, cứ để thái phó đảm đương. Khi nào dọn dẹp xong xuôi, lão tự có cách đẩy trấn thủ sứ đoài lên nắm quyền. Cơ mà nói mợ hai cũng chả hiểu, nên lão chỉ vứt sâu cười khà khà. Mợ thấy tâm trạng lão tốt tốt, liền lén rót trà liên tục. Cái lão già quái thai, thức chi mà thức giỏi, đêm nào cũng bắt mợ hầu chuyện, xong ép cậu phải về phòng mợ cả chứ. Bực khủng khiếp mà chẳng dám đầu độc lão, chỉ dám lén lút thêm tâm sen
và thảo dược an thần vào trà. Lão hớp nhiều tới canh tư, lăn ra ngủ như chết. Mợ giật dâu chán chê mê mỏi, còn chẳng nhúc nhích được. Mợ hí hửng chuồn vội, chui giúp lẻn vào khu vườn mẫu đơn rực rỡ. Tầm này, chắc ai kia còn say giấc nồng. Mợ cũng chả rõ cớ sao mợ lại qua đây trước nữa. Phải chăng tại lâu không được gặp riêng cậu, trong lòng có chút khó chịu sao? Mợ tiêu nghỉu ngồi thụt xuống đất ôm đầu gối, rồi bất chợt cả người mợ bị nhấc lên. Ai đó vác mợ vượt rào quay về vườn mận, tới bụi chuối mới thả mợ xuống trách móc. Chịu mợ, bị trai khuân đi mà im thin thít. Ôi chao cái điệu hờn của trấn thủ sứ đoài hay của con nít lên ba đây. Mợ xỉ một cái rõ dài, kiễng lên ôm lấy cậu. Người ta biết thừa là đằng ấy rồi mà, nhớ chết đi được, nhớ đến háo mòn tê tái, nhớ đến kiệt quệ luôn đây này. Mợ nói ngọt lịm, cậu phì cười đưa tay kéo chân mợ lên đặt vòng qua hông mình. Mợ được thể quấn cậu thật chặt. Xưa mợ hay thích đu bám cậu như thế này, giờ làm quan rồi mợ ít vồ vập cậu hơn, lắm lúc thấy hơi thiếu thốn. Trở về phủ nhiều ngày rồi, bữa nay mới có cảm giác thực sự là quay về. Bởi ngay lúc này đây, mợ đang ở trong vòng tay cậu. Tôi thương cái người tôi đang ôm kinh khủng khiếp ý. Chẳng thấm vào đâu so với cái người đang ôm mợ thương mợ. Cậu nói nhỏ quá, mợ nghe chưa đã nên hách dịch chất vấn. Ai cơ? Cái người đang ôm tôi là ai cơ? Tôi biết sao được, mợ phải hỏi người đó chứ. Vậy cậu đoán xem, giờ tôi muốn thơm người ta một cái, liệu có được không nhỉ? Mợ thỏ thẻ mời cậu, cậu nghiêm túc từ chối. Một cái chả bỏ. Cậu thật là cứ hại con gái nhà người ta xao xuyến bồi hồi là như thế nào nhỉ? Mợ ngượng chưa kịp hưởng lộc thì cậu đã chủ động hôn lên trán mợ, miết dọc theo sống mũi, miên man quanh đôi gò má, rồi dừng lại ở cánh môi căng mọng. Tìm mợ than chảy theo từng nhịp thở đan xen, ngón tay ai kia hết nghịch ngợm, thắt nút yếm đào lại dịu dàng mơn trớn sau gáy, khiến da rẻ mợ tê dần. Cậu hôn mợ rất sâu, mãnh liệt nóng bỏng và đầy cuồng loạn. Mấy bữa trước cậu hai ở nhà lao có bị đánh không? Có được ăn cơm đầy đủ không? Gớm, tôi lo chẳng ngủ được, lo tụi nó chém đầu cậu. Cậu có lo không? Hễ gần cậu là mợ lại như bị hút hồn, mãi mới nhớ ra chuyện chính để hỏi han. Mợ bị cậu bẹo eo, phạt cái tội lơ là mất tập trung. Nhưng xong, cậu vẫn vuốt ve mấy lọn tóc mai ngô ngố của mợ, rồi thủ thì chầm chầm. Có lo? Lo chết rồi, vài năm nữa mợ tái giá mợ quên tôi liền. Khiếp, khắc cốt ghi tâm rồi, quên thế nào được mà quên. Mợ phản bác, cậu cười hiền, cổ áo tứ thân của mợ bị nới dần, bờ vai đỏ ửng những dấu yêu. Cậu mợ cuốn quýt bên nhau mãi từ khi nghe tiếng e hèm phía xa. Ngó qua có lão già mặt mũi bối rối khó xử. Cũng phải, bắt gặp trai gái bổng nhau chim chuột trong bụi chuối, ai mà tự nhiên cho nổi. Liệu liệu mà ăn sáng cho ấm bụng còn ra chấn đường. Lão nói tỉnh bơ rồi lồng cộc chiếc gậy trúc rẽ qua sân lớn. Phía chân trời khi đó đã ửng hồng, cậu hai lưu luyến nhá nhẹ má mợ hai, chỉnh sống áo cho mợ gọn gàng mới đặt mợ xuống để đi theo thầy. Cậu vừa bước ra khỏi vườn, thầy đã quay lại đánh úp. Quả không hổ danh lão kỳ vọng, ra tay bất ngờ như vậy mà cậu vẫn tránh được. Thầy khiêu chiến cậu thêm nửa canh giờ, cậu né gọn gàng, rốt cuộc thầy đánh lắc đầu cười khổ. Người giờ đủ lông đủ cánh rồi. Con không dám. Nó vừa mới lễ phép thư gửi là vậy, ấy thế mà thấy mợ hai cùng người làm bê mâm cơm lên đại sảnh, đã theo phản xạ liếc qua đó một cái. Nam nhi đại trượng phu, thế này thì chết, giống hệt thầy hồi trẻ. Xưa kia, lão cũng si mê bà ấy, chẳng kém cậu mê mợ bây giờ. Nhưng lão biết cân nhắc, lấy sự nghiệp làm trọng. Đường tiến quan của lão thuận lợi vô cùng, nhưng càng lên cao, lão lại càng cảm thấy cô độc. Người xưa thì đã không đợi được mà bỏ về quê lấy chồng. Ai có thể lấy một người đàn bà đã trao thân cho lão đây? Lão phát dồ khi hay tin hắn chỉ là một thằng nông dân nghèo. Hơn nữa, họ cưới chạy bầu. Họ có với nhau tổng cộng 3 người con. Đáng đời, loại phụ nữ lẳng lơ, sau này phải chịu cảnh quá phụ. Suốt bao nhiêu năm ròng rã, lão chỉ biết người ta
cũng là đồng hương với cậu hai, chứ chưa từng hỏi chính xác ở thôn nào, bởi lão sợ nếu lão biết sẽ điên khùng lao đi tìm người đàn bà bội bạc ấy. Cái người mà kể cả cách nói chuyện, cách chửi đồng cũng giống mợ Trâm y như đúc. Là giống thật hay rồi lão già rồi hóa lẫn đây? Sự tò mò dày vò tâm trí khiến lão dần dần sao nhãng nghĩa nữ của mình, chảnh màng dự định của lão lúc đầu khi đích thân tới phủ là tác thành cho đôi nhỏ. Thay vào đó, lão trò chuyện với mợ hai ngày một nhiều, có cái gì đó thân quen lắm, lão không tài nào giải thích nổi. Mợ dễ giận, dễ buông và cũng hơi khờ, kiểu gái quê thật thà chân chất. Có hôm mợ kể lão chuyện mợ mắc lỗi lớn, suýt bị cạo đầu chọc. Lão nghe qua là biết mợ bị gài, lão thương tình bày cách mợ rửa hận. Mợ phấn khởi khủng khiếp, ngay lập tức thay quần nâu áo vải, để tóc bù xù, bùi mặt nhọ nhem, chạy tới chấn đường gõ trống ầm ầm. Dân chúng thấy chuyện hay, đổ dồn tới hóng hớt. Mợ được lính giải vào bên trong, liếc thấy trấn thủ ngồi trên cao, mợ cố nén cười, cúi đầu lạy ba cái, rồi kính cẩn trình bày. Bẩm quan lớn, dân nữ có oan khuất, mong được quan lớn minh xét. Chương 91. Quan điềm tĩnh ân chuẩn cho mợ trình bày. Mợ tường thuật đâu ra đấy, kể lại câu chuyện với tình tiết y hệt, chỉ thay tên nhân vật vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của cậu. Ban sáng, lão thầy kêu chán trà thèm rượu, mợ nhớ tới cái vỏ rượu mận khiến mợ ngủ mê man, không biết trời đất là gì, liền hí hửng đào lên, rót ra hai bát, bê tới thư phòng mời lão. Trong bụng thầm mong, lão đốc vào rồi liệm luôn mấy ngày cho mợ đỡ mệt mỏi. Có điều, lão mới chỉ ngửi mùi thôi, đã chê mợ đầu óc non kém, kêu muốn hại lão thì phải về bồi bổ thêm cho khôn ra đã. Mợ chột dạ nhưng vẫn ân cổ lên chối. Ai thèm hại lão, rượu là do mợ tự ủ đó. Thế rồi, tự dưng tâm trạng nẫu nề, mợ rốc bổ tâm sự về vụ mợ với cậu Minh mải vui say tứ lưa. Mợ ăn năn mãi không nguôi, đêm đêm đều tự trách bản thân đần độn. Ôi chao, công nhận ngươi đần thật, rượu này bị bỏ thuốc mà chẳng biết. Thầy mắng mợ, rồi khệ nệ bê một con mèo tới cho nó nếm thử. Nó có triệu chứng y như mợ, càng uống càng hăng, uống xong thì lăn ra bất tỉnh. Biết được sự thật hai canh giờ rồi mà nhắc lại, mợ vẫn thấy căm phẫn cực độ. Trước bản dân thiên hạ kêu oan vô cùng rõ rạc. Bẩm quan lớn, dân nữ trước giờ thương chồng hơn mạng, kẻ xấu làm như vậy hòng bôi bác nhân phẩm của dân nữ, hại dân nữ sống dở chết dở, một thời gian dài bị chồng ghè lạnh khốn khổ, mong quan lớn minh tra. Dân bù quanh đó bất bình chẳng kém, bọn họ nông trộm thấy vẻ mặt trấn thủ phẫn nộ ghê lắm. Còn khủng khiếp hơn cả vụ quan huyện bắt cóc hàng loạt thôn nữ tháng trước. Quan khẳng định sẽ đòi lại công bằng cho cô gái tội nghiệp kia, rồi lệnh cho cô ấy tạm thời lui xuống. Cái uy của quan khiến người ta tin tưởng, bọn họ giải tán dần, chẳng ai mảy may phát hiện người vừa rồi là mợ hai của quan. Mợ giải tỏa được lòng, nhẹ gánh hẳn, lăng xăng chạy về, nấu bát chè đậu đen nếp cầm, tạ ơn lão thầy già. Tại mợ để ý, lão mặt mũi vẫn trẻ chán, mà khổ cái râu tóc bạc phơ như ông cụ. Thầy chịu khó ăn bồi bổ, bu con cũng chạc tuổi thầy, tuy làm lũ vất vả, nhưng tóc còn đen lắm. Mà sao thầy từ quan sớm vậy? Lúc chỏng nhau với cậu hai, con thấy sức thầy vẫn dẻo dai mà. Tại ta sợ bà mối. Gớm, nòm con mợ hai kìa, chiều có chút xíu mà nó ngạc nhiên như chuyện động trời vậy. Thực ra chủ yếu do chán trốn thị phi. Cơ mà ngày ngày, thánh thượng đưa bà mối tới cửa, thúc giục việc hôn sự, cũng khiến lão mệt mỏi muốn xỉu. Cái con người điên khùng ấy, còn tưởng lão đồng bóng, thương xót, ban cho chục trai tráng vạm vỡ. Cả triều đình cười như được mùa, lòng tự tôn của lão coi như bị ném xuống biển, từ đó một đi không trở lại. Mợ Trâm cười ngất, lão lầm rầm, rủa đàn bà trên đời đều bất lương như nhau. Mợ chỉ môi nhạo báng, lão cứ ác cảm như vậy thì còn ế cả đời. Lão bực bực đuổi mợ biến đi, nấu bún riêu cho khuất mắt lão. Hình như ở vùng cậu hai mợ hai, ai cũng nấu bún giỏi. Mỗi lần lão thưởng thức, tưởng như cả bầu trời kỷ niệm ùa về. Các cô nương mơ giàu nọ giàu kia, riêng bà ấy lại mơ có gánh bún nhỏ của riêng mình. Cái loại người thích an phận, chả ôm chí lớn, thật đáng ghét mà. Đến tầm chiều tối,
tin quan giải oan cho cô gái ban sáng đã được thông báo khắp trấn, ai cũng mừng cho cô. Riêng trong biệt phủ của trấn thủ còn lan truyền một tin kinh dị hơn, rằng cậu hai nghe chuyện người nghĩ chuyện ta, nghi ngờ mợ hai bị hại, đang cho người lùng sục tìm vào rượu để kiểm chứng. Mợ Quyên có tật giật mình, vội sai con thư lẻn vào vườn mận đào rượu đem về hòng phi tang. Số nhỏ nó bị cậu tóm sống. Nó trung thành nên nhận hết tội. Nó với cậu Minh thông đồng, mợ ba không liên can. Ai chả biết nó điêu toa, nhưng vì mợ Thùy năn nỉ nên cậu hai nể, không truy cứu thêm gì ngoài việc đuổi nó ra khỏi phủ. Mợ ba hay tin, mặt mũi trắng bệch. Trong vòng chưa đầy một tháng, cha mợ gặp nạn, người thân thiết nhất với mợ bị tống đi. Người chồng mợ hết mực yêu thương cũng chả thèm ngó đến mợ. Cuộc đời của mợ chưa từng thê thảm đến vậy. Tất cả là tại mợ hai. Mợ hai chính là khắc tinh của mợ. Mợ tự tay thêu hình nộm mợ hai, hàng đêm không ngủ được đều lấy ra châm, uất hận rủa mợ hai sớm ngòm cho đỡ chặt đất. Thực tình nếu biết dạo này mợ hai sức khỏe yếu, chắc mợ ba chẳng phải nhọc công như vậy. Con Quế thoa thuốc cho mợ mà sốt sáng mãi. Nó cứ đòi mét cậu, mỗi tội mợ không cho. Tội nghiệp mợ mới trẻ măng đã bị đau nhức xương khớp, che gió trời trời lại rửa trứng. Bữa nay nặng đến mức không dậy dùng cơm chung với cả nhà được. Lúc nghe người làm báo tin mợ nhọc nghỉ sớm, cậu hai liền rời bản luôn. Mấy ngày qua tâm trạng cậu rất tệ. Nhớ tới những lời khi xưa chỉ trích mợ, cậu lại tự hổ thẹn. Rõ ràng biết thừa những gì đẹp đẽ nhất của mợ đều trao cho cậu, nhưng nóng giận ghen tuông vẫn cứ làm ra những chuyện ngu xuẩn, khốn nạn tới mức hỏi mợ ăn nằm với bao nhiêu thằng. Chắc khi ấy mợ tủi thân lắm, giờ đây cậu cũng chả dễ chịu chút nào. Cậu đi nhanh sang gian của mợ, lặng lẽ ra hiệu cho con Quế rời khỏi, rồi tiến tới thay nó bóp lưng cho mợ. Mợ nằm bẹp dí trên giường, người xôn xốt mơ màng nên chả biết cậu tới, tiếp tục thỏ thẻ tâm tình với Quế. Thư ngày xưa cậu viết cho mợ đó, hồi đó mợ chưa biết chữ đâu, toàn phải nhờ mợ Chi đọc hộ. Đọc một lần xong mợ vẫn thích nghe lần hai, đọc lần hai xong lại thèm lần ba. Nhiều khi bị mợ Chi mắng sơi sơi mà vẫn phải nhịn. Xong lúc nào mợ thuộc lau lau rồi thì mợ chẳng cần mợ ấy đọc nữa. Mợ đem ra ruộng này, đi cấy đêm mợ cũng đem, thì thoảng mở ra xem, thấy như có cậu bên cạnh. Lòng cậu nặng nề khó tả, mợ thì thản nhiên buôn dưa lê. Ôi cái ngày xưa ấy vất vả lắm, người không tưởng tượng được đâu. Mợ đi gánh khoai nặng trĩu cả lưng, đêm về nhức chẳng ngủ nổi. Chưa kể có đợt bị đỉa bám chân, chảy máu tóe loe, nòm khiếp lên được. Mợ cứ sợ cậu về cậu chê, xong mợ lo nơm nớp cả tháng, may mà rồi cũng khỏi. Mùa hạ gặt lúa thì dặm hết cả người, tại mợ gặt nhiều, gặt cho nhà con Trang thằng Toàn, nhà bu mợ, xong lại đi gặt thuê. Khi đó nghĩ cố được đến đâu thì cố, nhỡ cậu trượt còn có vốn làm ăn. Ai biết cậu đỗ cao như vậy, biết trước đã chẳng dạy, để giờ đau lưng đến khổ. Sống mũi cậu cay xè, còn mợ vẫn cứ kể chuyện vui, vẫn cứ cười toe toét. Có cái bận ao làng cạn, mợ ham hố bắt tấp khuya, xong lại mệt quá lịm mất. Sáng ra người ta nom thấy tưởng mợ chết, vội vã về kêu bu mợ, dọa bu một phen khiếp vía. Gớm, mợ mà dễ chết thế à, nực cười nhỉ, Quế nhỉ. Cái con này mọi khi lanh lắm cơ, tự dưng ăn phải cái bà gì mà kiệm lời vậy. Mợ gọi chán chả được, bực bội quay người lại, không thấy tăm hơi nó đâu. Cậu thì ngồi bên mợ từ lúc nào, khóe mắt đỏ quạch. Cậu hai sao vậy? Mợ hốt hoảng hỏi thăm. Cậu đáp cậu bị đau mắt, nhưng cậu tra thuốc rồi. Mợ yên tâm nhích qua gối đầu lên đùi cậu. Mãi mới có dịp cậu chủ động tới mà không cần mời mọc. Mợ muốn bật dậy lắm, cơ mà sức yếu, đành mở lời năn nỉ. Tôi mệt quá, tôi chợp mắt một lát, cậu đừng về vội nhé. Nói rồi mợ thiêm thiếp mất. Cậu buồn buồn lách tay qua gáy mợ, nhấc mợ lên ôm chặt. Mợ khi xưa khổ sở vất vả, âu cũng tại cậu. Mợ bây giờ bị di chứng, cũng tại cậu nốt. Đáng ra mợ phải đánh cho cậu một trận mới đúng. Mợ cứng cỏi, chẳng ai bắt nạt nổi, thế nhưng lại luôn chịu nhún nhường cậu. Mợ thật ngốc hết thuốc chữa. Nghĩ tới mợ, nghĩ đến những năm tháng cơ hàn túng quẫn, tim cậu chợt đau thắt. Cậu xót xa hôn trán mợ, ghé tai mợ năn nỉ.
Tôi sai rồi, mợ thức nói chuyện với tôi một chút được không? Mợ im lặng. Từ ngày cậu rước mợ về, cậu chỉ hơi cho mày, mợ đã cuống lên nịnh nọt tới tấp rồi. Rất ít khi mợ như vậy, rất ít khi cậu gọi mà mợ chẳng thèm thưa. Mợ giận à? Mới đầu cậu còn tưởng mợ dỗi hờn chút thôi, sau dần mặc cho cậu hối lỗi như thế nào, mợ vẫn ương bướng không nghe. Mặc cho thầy lang chuẩn đoán mợ chỉ hơi sốt, nhưng việc mợ nằm bất động suốt cả đêm liền dọa cậu một phen khốn đốn. Mợ kêu mợ chỉ chập mắt một lát, cứ mà mợ hứa một đằng mợ làm một nẻo, ít nhiều mợ cố nên thức giấc giữa chừng kêu khát hay đói chứ. Đằng này mợ cứ im thin thít, mợ muốn cậu đột quỵ theo mợ mới chịu sao? Vài canh giờ ngắn ngủi trôi qua, đã có đến mấy chục thầy lang từ khắp nơi ra ra vào vào phủ trấn thủ, kẻ hầu người hạ rối như tơ vò. Đến lão thầy già ngồi cắn hướng dương bên phòng mợ Thùy cũng lắc đầu ngao ngán. Ốm vặt tí gì mà làm quá lên, đến chán lũ trẻ bây giờ. Thấy ánh mắt nghĩa nữ của mình đầy áp sự ngưỡng mộ, lão thương thương an ủi vài câu. Giờ lão cũng chỉ biết như vậy, chứ chẳng có cách nào khác. Nhân duyên tiền định cưỡng ép đầu nổi, càng dấn thân càng thêm khổ. Thoái hôn với trấn thủ, thầy tìm cho con người tốt hơn, lão đề nghị. Mợ Thùy nhẹ nhàng khước từ. Xế trưa mợ thấy cậu ôm mợ hai rời phủ. Nhớ hôm trước Vũ Anh tự ý để lộ mấy vụ mợ âm thầm giúp đỡ cậu, rồi xin cậu đưa mợ đi thăm cậu Nguyên. Mục đích của Vũ là gì mợ thừa hiểu, mợ cũng chả cản Vũ. Cậu đồng ý. Ngặt nỗi, lúc Vũ bảo cậu ngồi đằng sau xe ngựa chung với mợ, cậu một mực không chịu, bao biện rằng cậu ngồi đó không quen, cậu sẽ cưỡi ngựa theo sau. Hôm đó cậu không quen, vậy hôm nay cậu quen rồi sao? Cậu kêu người làm khởi hành, mãi chăm mợ hai nên không để ý, mợ cả đứng chân chân, nhìn theo đến khi chiếc xe khuất bóng. Có thể vì đổi gió, xe vừa ra khỏi trấn thì mợ hai khẽ hé mắt, lim dim nhìn cậu, ngây ngô kiểu vô tội lắm. Cậu hai giận tôi ngủ lâu à? Cậu hai bị sao ấy? Cậu nhìn mợ chằm chằm, miệng mỉm cười, nhưng nước mắt rơi sượt xuống gò má mợ. Nhất định cậu có chuyện gì buồn rồi. Cậu cứ như vậy khiến mợ nôn nao khó chịu ghê lắm. Mợ tính nhoài dậy an ủi cậu, có điều cái sống lưng mợ nó đau ê ẩm, đành với tay luồn qua tóc cậu dỗ ngọt. Cậu hai buồn gì mà cứ thất thần vậy? Giọng mợ nhỏ quá. Cậu biết mợ còn mệt nhiều, nhưng cứ được mợ nịnh là cậu lại không tự chủ được, theo phản xạ tự nhiên làm nũng mợ. Tôi buồn mợ nợ tôi thằng cu tí mãi chưa trả. Chương 92. Mợ nhớ rồi, hình như mợ từng xin cậu cho thằng cu tí thì phải. Mợ kêu cu tí, cu tèo hay con hĩm thì mợ cũng mang được cả. Đến lúc cậu cho rồi thì mãi mợ chưa thấy tụi nó xuất hiện. Mợ chả mong nhỏ dãi ra ý, nhưng cái này chắc còn tùy phúc dày hay mỏng. Bình thường mợ nhanh mồm nhanh miệng lắm, mỗi tội bữa này người ngợm tê nhức, đầu óc ong ong, chả có sức mẻ nheo, cứ thế dựa vào cậu mệt mỏi khép mắt. Cậu lệnh cho người đánh ngựa phía trước đi chậm lại, rồi kéo kín rèm chậm rãi rút ra tay một chút thuốc giúp mợ xoa lưng. Có vẻ mợ thấy dễ chịu, nhịp thở bắt đầu đều hơn chứ không khó khăn như lúc trước. Cậu mợ tới gia trang phía đông khi hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm chân trời một màu cam rực rỡ. Thẳng thông thấy xe ngựa, lễ phép cùng người làm đón từ xa. Gia trang này rộng gấp rưỡi biệt phủ trên trấn, ở vị trí rất đẹp, bốn bể non nước xanh biếc. Cách trường trong núi của lão thầy già chỉ chừng 10 dặm, tản bộ ra chợ phiên mất chưa đầy một nén nhang. Từ lúc khởi công, quản gia Thứ đã sai con trai thường xuyên tới đây trông coi. Nó cứ chắc mẩm cậu xây khu mới để nuôi thêm thê thiếp bên ngoài như các quan khác. Giờ thấy cậu ám mợ hai về đây, tự dưng sốc chẳng nói thành lời. Mợ chắc bị ốm, mặt mũi tái xanh, sắc mặt cậu cũng không được tốt cho lắm. Nó khom lưng chào cậu, sai mấy đứa đem khăn sạch nước ấm lên hầu cậu mợ, nhưng bị cậu đuổi ra ngoài hết, một mình cậu trong đó chăm mợ. Thầy lang bảo bệnh của mợ sau này không làm việc nặng nữa thì không có gì nguy hiểm, chỉ có điều xương cốt bị tổn thương. Nếu nói có cách chữa dứt điểm trong thời gian ngắn, e rằng hơi hoang đường, phải dưỡng sức thuốc thang đều đặn mới dần dà bình phục được.
Vậy có nghĩa mợ sẽ phải chịu đau dài dài. Cậu nhìn mợ mồ hôi nhễ nhại, trong lòng phiền muộn không nguôi. Năm đó thương mợ lấy chồng phận hèn nên cậu xa nhà. Nghĩ lại, chẳng biết là quyết định sáng suốt hay sai lầm. Con van Bu, van các gì, đừng vứt mảnh lụa của con đi. Con lựa mãi mới được đấy. Cho con đi theo cậu đi mà. Cậu chết trận, cậu đang chờ con dưới âm phủ. Không nhanh thì không kịp đầu thai cùng kiếp đâu. Mợ trong mê man làm nhảm linh tinh. Ký ức đau buồn nhất cứ luẩn quẩn trong tâm trí mợ, dùng rằng dây dưa tạo nên những cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu xót xa ôm mợ vỗ về, nước mắt mợ giàn giụa, mắt cậu cũng ngớt đẫm theo. Cứ thế đi đánh trận, cậu cũng chưa hỏi mợ lời nào. Mợ ở nhà chịu đủ mọi khổ cực, cậu phải bù đắp bao nhiêu cho đủ đây? Con Mùi rụt rè bê thuốc lên, cậu hai cầm lấy rồi cẩn thận bón cho mợ. Mợ hai ăn phải bà gì mà như bị ma nhập. Nó thấy mợ cứ đập cậu rầm rầm. Mợ mắng cậu cái tội lạnh nhạt với mợ, không chịu sang phòng mợ, cứ phải để mợ rủ. Hại mợ mất hết cả kiêu ngạo đàn bà. Thuốc mợ uống được chút lại trào ra, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng thì liên tục lầu bầu cau có. Chắc mợ bị mộng du thôi, nhưng mợ dữ quá, hất cả bát thuốc nóng vào tay cậu, Hại Mùi sợ run người. Cậu thì vẫn rất bình tĩnh, sai nó rót bát khác rồi kiên nhẫn dỗ dành mong mợ nguôi giận. Mấy đứa khác thấy Mùi đứng thất thần cũng lén qua xem, tụi nó chứng kiến một màn mắt tròn mắt dẹt. Trên trấn người ta đồn trấn thủ ghê lắm, đồn vớ đồn vẩn chứ trấn thủ sợ vợ như sợ cọp. Cơ mà vẫn thấy ngưỡng mộ. Thằng Thông không lườm, chắc còn mấp mé ngoài cửa, còn lâu mới chịu xuống dọn dẹp. Qua hai canh giờ thuốc ngấm nên mợ đã bình tâm trở lại. Tụi nó thấy mợ hết chửi bới om sòm, bắt nạt cậu liền thở phào mừng rỡ. Riêng cậu thấy không quen. Cậu thích mợ hoạt bát lanh lẹ như mọi lần cậu mợ bên nhau. Mặc dù hai mợ kia là tương kế tiệu kế rước về, tuy nhiên sống chung một phủ quả thực lắm phiền phức. Mợ ba tối ngày oang oang khiến người ta nghe thấy tiếng đã thấy nhức đầu. Mợ cả nhu thuận hiền dịu, nhưng cậu ghét cái cách mợ quan tâm cậu. Vì mỗi lần như thế, cậu để ý thấy gương mặt mợ hai liền ủ rũ. Tuy nhiên, mợ Thủy đối với ai cũng tốt, cộng thêm cậu Nguyên vừa mới khuất núi. Mợ ngoài có ân với cậu, còn là nghĩa nữ, thầy hết mực cưng chiều. Cậu phũ phàng quá thì đâu giống người hiểu đạo lý. Chuyện đàn bà trong nhà, cậu mà kệ các mợ. Chỉ là đôi lúc thấy mợ hai say sưa dạy ai kia chế biến những món cậu thích ăn, tự dưng tăng sông muốn lao vào bấu nát eo mợ. Ý gì đây? Làm bà lớn lâu rồi nên lười, chẳng thèm nấu cơm cho cậu nữa sao? Tính san sẻ cậu với người khác sao? Mợ chán cậu đến vậy thì cậu việc gì phải vồ vập mợ đây? Khi đó ấm ức lớn chừng nào thì giờ thương mợ nhiều chừng ấy. Sốt cao như vậy mà tờ mờ sớm tỉnh giấc vẫn cười khúc khích, còn láo tét giở trò tầm bậy nữa chứ. Tưởng cậu ngủ rồi nên cứ vậy trườn lên mân mê gương mặt cậu, hôn trộm môi cậu, dụi dụi chóc mũi vào mũi cậu. Trách cậu đẹp mê người, hại mợ mê tít thò lò. Sống mũi cậu cay xè, bất thình lình chán cộc chán trêu mợ. Chẳng biết xấu hổ. Kệ tôi. Mợ vênh mặt đáp. Cậu bữa nay không nạt lớn, chỉ nhỏ giọng hỏi mợ đã đỡ đau người chưa. Sao cậu biết nhỉ? Ôi dào, mợ có yếu đuối như tiểu thư nhà quan đâu. Xưa giờ quen rồi, ốm đau gì cứ ngủ một giấc sâu dậy khỏi liền. Bữa nay còn lạ nhé, lưng bất nhức đi nhiều, chân tay dẻo dai chứ chẳng cứng ngắc như mấy bữa trước nữa, cứ như có người xoa nắn rất lâu cho mình. Tôi khỏi rồi, con quế mết cậu à? Không, mợ nói mơ. Cậu xạo, tôi ngủ ngoan khủng khiếp luôn, nếp nai nhu mì khéo còn hơn mợ Thùy lúc thức ấy chứ. Mợ cãi, cậu im lặng nhường mợ nói cho thỏa thích. Một lúc sau như nhớ ra điều gì đó, mợ rụt rè tháo huy áo cậu, mườn trớn trên từng thứ cơ vạm vỡ, ấp úng mở lời gợi ý, kêu hôm nay ngày tốt, chưa biết chừng cu tí sẽ tới. Cậu bị mợ ghẹo hồi lâu, thân thể nóng bừng như bị lửa thiêu, mất kiểm soát nâng mợ đặt lên người mình, gạt bỏ chiếc váy đen tuyền, cậu cùng mợ hòa quyện. Vòng tay mợ âu yếm ôm chặt gáy cậu, vài lọn tóc thưa thớt kia rủ xuống lồng ngực cậu, vô tình cọ cọ dấy lên chuỗi cảm xúc mãnh liệt. Khi những giọt sương long lanh thấm đẫm đóa hoa ngọc ngà, người mợ như vỡ vụn, chút tê rát, chút trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy bởi ngọt ngào. Hồi ở quê, mợ đã từng nghe tụi nó rỉ tai nhau về sự tàn bạo của đàn ông, về những chuyện khốn khổ mà tế nhị vô cùng.
nhưng có lẽ cậu hai khác tất cả bọn họ. Cậu luôn yêu thương mợ. Đôi lúc, cậu đối với mợ dịu dàng tới mức mợ ngỡ như cậu đang nâng niu một khối ngọc quý. Tôi đẹp cỡ nào mà cậu nhìn tôi hoài thế? Đẹp vừa mắt tôi. Cậu thản nhiên đáp, ngón trỏ quyến luyến quanh nụ anh đào trúng chím hồng, rồi tiếp tục phân trần. Ngắm một lần, vẫn thích ngắm lần hai. Ngắm lần hai xong lại thèm lần ba. Đầu mợ nổ đánh đoàng. Cậu bắt chước cách ăn nói của mợ nhé. Mợ ba cũng từng bắt chước mợ. Ôi chao, toàn người chữ nghĩa đầy mình mà cứ thích học đòi mợ mới hay chứ lại. Mợ cười ngất, cái đầu ngọ nguậy rụi rụi trên bả vai cậu, phụng phịu rủ rê. Ôi dào, chỉ cần một tuần cậu qua chỗ tôi 7 đêm thì có mà ngắm thỏa thích. Cậu ừ, mợ lừa được cậu vào dọ, thích chí tùm tìm hoài. Cậu lật người lúc nào còn chẳng biết. Đến lúc da thịt mơn mờn, nhuộm một màu đỏ rực mới thèn thẹn mắng mỏ vài câu. Cậu chăm chú lắng nghe, ngoan ngoãn thừa nhận. Tôi sai nhiều chuyện, mợ phạt tôi cứ phạt, đừng bớt thương tôi là được. Thái độ nỉ non của cậu thấy cưng à. Mợ trộm nghĩ chắc cậu băn khoăn vụ cậu Minh nên danh ma hạch sách, bắt cậu phải vác mợ chạy quanh phủ. Mợ nhớ cái kiểu vác đấy, cả người mợ như con tôm vắt ngang qua cánh tay cậu. Mợ ba với vú anh nom thấy, chắc tức chết cho coi. Mợ tính toán trong đầu mà sướng rơn luôn. Chỉ tiếc, mợ đâu có ở phủ trấn thủ đâu. Nơi nào đây, sao cứ như mơ thế? Phủ gì mà có mỗi mợ làm bà lớn thế này? Bữa trưa chỉ có 2 người, cậu đích thân xuống bếp, xào dưa chua tóp mỡ cho mợ. Mợ đun thêm bát canh mướp lạc, cơm trắng với mấy món đơn giản, y hệt thời nghèo sơ nghèo xác mà ngon quá chừng. Đếch cần để ý phép tắc gì cả. Chiếc chiếu mây trải ngay ngoài hiên, cậu mợ ngồi sát sàn sạt, gắp cho nhau cái nọ cái kia. Lấy nhau từ một quýt nào rồi mà tưởng như mới rước về không bằng. Bọn người làm rình rập, chỉ trò trò. Mợ hai trừng mắt với cái chổi rơm ném ra phía xa. Tụi nó lè lưỡi chạy biến. Cậu định để mợ ở gia trang bên ngoài luôn. Cậu bảo ngày ngày cậu phi ngựa tới trấn đường nhanh cũng không tới 2 canh giờ. Nhưng mợ sốt ruột, cậu thức khuya dậy sớm nên đêm đến tỉ tê nịnh nọt cậu. Kêu mợ nhớ không khí tấp nập trong trấn. Mưa dầm thấm lâu, sau 3 tháng kiên trì năn nỉ, cậu thấy xương khớp mợ ổn ổn, đỡ như mỏi hơn rồi, nên mới miễn cưỡng đồng ý cho hồi phủ. Vừa hay trở về, thì mợ nhận được thư cu chí gửi lên, kêu bưu trình sắp tới thăm. Mợ mừng lắm, mừng đến nỗi thao thức mấy đêm liền, ăn trả vô, uống trả vào. Cứ ngỡ chỉ hồi hộp thường tình, ai ngờ thầy lang qua, phán mợ có hỷ sự rồi. Mợ ba hay tin chạy sang xỉa sói. Mợ ấy bảo, mợ với cậu hai mới làm hòa cách đây không lâu, mà bụng mợ đã to tù tràng, thì đứa nhỏ chắc chắn là con hoang. Mợ hai lừa giận ngùn ngụt, muốn cầm đòn gánh qua, phang cho mợ ba một trận. Cơ mà nghĩ tới con nên thôi, an phận ở trong phòng tĩnh dưỡng. Ngặt nỗi, mấy cái lời ác độc của mợ ba nhỏ dần, bất an trong lòng mợ lại lớn dần. Có lần, mợ nghe lính kể, cậu Minh tới trấn đường gây sự, quả quyết với cậu hai rằng, cậu ấy hưởng mợ hết rồi. Mợ bữa đó mê man như chết, nào rõ sự tình ra sao. Nếu như thằng cu tí hay con hiếm này là con của cậu Minh thật, thì mợ còn mặt mũi nào để đối diện với cậu Lâm nữa đây. Chỉ sợ cậu sẽ giận mợ, tống mợ về quê. Lòng mợ lo nơm nớp, lo tới mức ngộp thở. Nghe giọng con Quế lanh lảnh ngoài cửa chào cậu hai mới về, chán mợ dịn mồ hôi dần dần. Thường chiều tối cậu mới xong việc cơ, bữa này có chuyện gì đột xuất chăng? Chân tay mợ run lẩy bẩy, rối quá, cuống quá, chẳng nghĩ được cái gì hay ho, đành liều mình lao xuống giường, bỏ tới ôm chân cậu khóc lóc. Tôi có mang rồi cậu hai, tôi thề tôi không lang trạng với ai cả. Nhưng cái vụ kia, tôi... thôi dù gì vẫn là tôi dạy. Giá như lúc đó đừng uống rượu thì hơn. Giờ tôi cũng chả rõ có phải con cậu hay cậu Minh. Mợ hoàng thành ra mặt mũi trắng bệch, cậu bình tĩnh cúi xuống nhấc mợ lên, tay lau nước mắt giúp mợ, hôn nhẹ lên trán rồi ghé tai mợ trấn an. Không quan trọng, chỉ cần là con của mợ thì sẽ là con của tôi. White as snow, and everywhere that Mary went, Mary went.
to school one day with